Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiểu tiểu thư, Trịnh Nguyên công chúa nói thập bát hoàng tử sau khi trở về người ngợm không khỏe, không biết có phải là do đã quen sống ở phủ Thiên Tuế rồi nên không thích ứng được. Nàng ta đề nghị với Thiên Tuế gia đưa Bách Lý Tố Nhi về trong phủ tạm thời đã bị Thiên Tuế gia từ chối rồi. Tiểu tiểu thư thấy sao? Tiểu tử nói tiệc đó không có ý đồ tốt, không biết chừng lại đến lấy tình báo ở chỗ chúng ta. Dựa vào hắn sao? Thế hắn không có bản lĩnh lấy được tình báo từ trong tay động bổn đốc vệ đâu. Có điều nếu Thiên Tuế gia đã từ chối rồi, vậy không cần suy nghĩ nữa. Lên tỷ tỷ, tỷ xem ta đưa ai tới này. Lên tỷ tỷ. Bách Lý Tố Nhi, sao người lại ở đây? Không ngờ phải không? Thái Bình trưởng công chúa và Ninh Vương đã nói cho ta rồi, nó cứ để sức khỏe ta yếu như vậy không được, tránh để người ta nói đến một đứa trẻ mà thiên triều cũng không chăm sóc được. Cửu Thiên Tuế đồng ý tạm thời cho ta về đây ở nên ta lập tức qua đây. Nếu đã vậy thì dọn dẹp lại chỗ cũ của thập bát hoàng tử đi, làm mà đi hạ qua đó ở vậy. Thái Bình đại trưởng công chúa và Ninh Vương, Trinh Nguyên cũng có bản lĩnh đấy, có thể thuyết phục được hai người này nó đỡ cho nàng. Xem ra đến thiên triều chưa tới một tháng mà Trinh Nguyên đã khiến Ninh Phương phải quỳ đạp dưới chân nàng ta rồi. Lần này bổn điện hạ muốn ở tiền viện. Xì, cái kiểu gì vậy? Bổn điện hạ muốn ở tiền viện. Linh tỷ tỷ, cứ để Tố Nhi ở tiền viện đi, Lạc Nhi tới tìm hắn chơi cũng tiện hơn. Tiểu tiểu thư, Bách Lý Tố Nhi này là cũng khó giải quyết đây. Ta biết có điều binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, cứ chờ xem vậy. Nếu thập bát hoàng tử đã có yêu cầu, vậy cứ thuận theo ý ngươi thôi. Phủ Cửu Thiên Tuế. 5 ngày sau. Thời gian này thập bát hoàng tử khá nghe lời, không gây ra chuyện gì cả. Có điều quận chúa, người không cảm thấy hắn cứ quấn lấy người sao? Dường như ngày nào hắn cũng đến đây tìm người. Bây giờ người trong phủ đều nói thập bát hoàng tử có ý đồ xấu xa với người. Ta biết những lời đồn đó, có điều ta tự có suy xét, người không cần lo lắng. Mạc tỷ tỷ, tỷ xem đây là vải bên tay địch bọn ta làm ra, vải này rất đẹp, dùng làm y phục nam tử cho tỷ tỷ nhất định là sẽ rất đẹp. Quả thật là vải đẹp, có điều ta không cần, ngươi mang về thì hơn. Tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Bạch Lý Tố Nhi, ngươi thân là hoàng tử mà không có phép tắc, còn đang thể thống gì? Cái thói ngông cuồng ngạo mạn đó không coi ai ra gì, là gia giáo của hoàng tử tư địch ngươi sao? Đây là ánh mắt của Bạch Lý Tố Nhi sao? Chỉ là ta muốn ôm Mạc tỷ tỷ thôi mà, Lạc Nhi có thể ôm ta, sao ta lại không được, ta cũng thích Mạc tỷ tỷ. Trong một khoảnh khắc vừa rồi, ánh mắt của Bách Lý Tố Nhi thật đáng sợ, là mình nhìn nhầm là sao? Tố Nhi ngu anh đây, để ta xem vết thương trên mặt ngươi. Quận chúa, đã nói rồi, ngươi không được đánh ta đâu đây. Đừng cử động, đừng dùng nước, chút nước trà lạnh giảm sưng đi. Ngươi cũng không muốn lớn lên với khuôn mặt xấu xí đâu phải không? Nếu dùng nhan của ta bị hủy hại, Mạc tỷ tỷ có chịu trách nhiệm với ta không? Ta đã gả cho người ta rồi, hơn nữa là phu quân ta còn là Cửu Thiên Tuế, sao ngươi định đập chậu khúc hoa à? Mạc tỷ tỷ, lát nữa cho người đưa thập bát hoàng tử về rồi đi lấy thuốc bôi của ta thoa cho điện hạ. Vâng. Dùng thuốc này không được ăn đồ cay nóng, nếu không mặt ngươi sẽ càng đỏ hơn. Tối ta sẽ lại đến thăm thập bát điện hạ. Nhà đầu thối nhặt ngươi giả vờ giả vịt cái gì, ta ghét ngươi nhất, sau này ta không muốn trông thấy ngươi nữa. Thập bát hoàng tử quả nhiên vẫn là đứa trẻ tùy hứng, bị người khác chiều hư. Một đứa trẻ tùy hứng như vậy vừa rồi lại lộ ra ánh mắt khiến người ta phải rùng mình, chắc là do mình ảo giác. Quận chúa, đã đưa thập bát hoàng tử về rồi à? Người đang làm gì vậy? Vừa rồi Bách Lý Tố Nhi rõ ràng là muốn lợi dụng người, sao người còn vui vẻ hòa nhã với hắn như vậy? Không hiểu tên tiểu tử đó nghĩ cái gì nữa, nếu để Thiên Tuế gia biết được với tính cách của ngài ấy chỉ e là... Vừa rồi ta đang thử Bách Lý Tố Nhi. Người không thấy lần này Bách Lý Tố Nhi quay về có điểm khác thường với Bách Lý Tố Nhi trước kia ký túc ở phủ chúng ta sao? Người nghi ngờ Bách Lý Tố Nhi này là giả, vậy nên vừa rồi người mới dùng nước để lau mặt hắn. Người nghi ngờ người này dùng thuật dịch dung. Phải, nhưng ta không phát hiện ra được điểm gì khác thường. Đó quả thực là mặt của hắn. Ta tin vào trực giác và phán đoán của mình. Nhưng nếu khuôn mặt đó không có vấn đề gì, vậy rốt cuộc là tại vì sao? Đã bắt đầu nghi ngờ khuôn mặt của ta là giả rồi sao? Tay lương mạc, phải nói là ngươi thông minh hay là ngu ngốc đây? Xem nha đầu ngươi kìa, để ra ngoài liên minh cả ngày với đám nam nhân thối của quỷ quân sao? Đến cả cách chống nạnh này cũng thua kịch như nam nhân vậy. Dù sao quỷ quân cũng vẫn còn non trẻ, đương nhiên ta phải quan tâm sát sao rồi. Bọn họ còn cách xa sư phụ của vương giả lắm. Ta hy vọng phi vũ quỷ vệ có thể trở thành tinh thần của đội quân, trở thành cái lò tôi luyện đứng tướng lĩnh. Chỉ có như vậy mới có thể giữ vững tinh thần của đội quân, luôn giành thắng lợi. Vậy mà ta không nhìn ra tiểu nha đầu của ta lại là một con sói đầy tham vọng, tới danh hiệu của ngũ chí tôn đấy.
Tiền Triều chẳng phải cũng có nữ đế quân thống lĩnh thiên hạ sao? Nếu không gặp ngươi không biết chừng ta đã gả vào cung làm thần phi, thử đi con đường nữ đế bệ hạ năm xưa. Như bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Ngươi cũng xem như là ngồi trên thiên hạ rồi còn gì. Với thân phận như bổn tọa đêm nào ngươi cũng được ngự trên bổn tọa mấy hồi, đương nhiên là ngồi trên thiên hạ rồi còn gì. Cái tên này đầu óc toàn là ta niệm. Sao nào, để nào bổn tọa nó sai sao? Bổn chúa sẽ ra chuyện rồi, không thấy bạch ngọc tỷ tỷ đâu rồi. Sao lại không thấy đâu, ngươi nói rõ ra xem nào. Chẳng phải mấy ngày nay là ngày tính sổ sách cuối tháng của Mạc Hương Cát sao? Bổn chúa hai ngày vừa rồi dẫn quỷ quân ra ngoài, chuyện sổ sách đều do bạch ngọc tỷ tỷ phụ trách. Bạch Ngọc tỷ tỷ vẫn đến Mạc Hương Cát như bình thường, tối qua tỷ ấy không về phủ, bọn ta còn tưởng là sổ sách nhiều quá tỷ ấy không về được nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cho đến chiều tối nay tỷ ấy vẫn chưa về, ta phái người đến Mạc Hương Cát hỏi, mà biết sáng sớm qua Bạch Ngọc tỷ tỷ đã rời khỏi Mạc Hương Cát về phủ rồi. Ta lập tức cho người đi tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không có kết quả. Tiếp tục tìm kiếm, gọi cả người của lục bộ và tư lễ giám nữa, nhất định phải tìm ra tung tích của Bạch Ngọc. Rõ. Phủ Cửu Thiên Tuế, 3 ngày sau, vẫn không có tin tức gì sao? Cơ bản tiểu thư đã phái người của tiện tự quyết đi rồi nhưng vẫn không có bất cứ tin tức nào, là chúng thuộc hạ kém cỏi, mong tiểu tử trách phạt. Được rồi, chuyện này rất kỳ lạ, người của tiện tự quyết là người của tư lễ giám cũng phải tìm rồi. Khi người bị hại mất tích 48 giờ đầu là thời gian vàng để ứng cứu, nay Bạch Ngọc đã mất tích tận 5 ngày rồi. Nếu đối phương định tống tiền thì đã sớm cho người đến đưa tin rồi, nhưng mà Bạch Ngọc lại không có chút tin tức nào hết. Mỹ Lục, người của các ngươi cũng không có tin tức gì sao? Vâng phu nhân, Bạch Ngọc tính tình dịu dàng bên ngoài chắc hẳn cũng không đắc tội với ai. Chúng có thể bắt cóc được người trong tay tiện tự quyết và tu lễ giám mà không để lại chút dấu vết nào. Người có bản lĩnh như vậy là không chỉ nhắm vào một nha hoàn như nàng. Ta biết, nói cho cùng rất có thể đây là hành động nhắm vào ta. Ta sẽ tiếp tục cho người đi tìm. Hôm nay không cần ngươi nữa, ở đây ta có mỹ tinh rồi. Ngươi quay về nha môn tư lễ giám chờ tin tức được rồi. Đa tạ phu nhân. Ngươi đi đâu? Hôm nay là ngươi trực mà. Phu nhân cho ta đi rồi. Mỹ Lục, ngươi có còn nhớ chức trách thân phận của mình không vậy? Thân là hộ vệ như hình với bóng bên cạnh chủ nhân, vậy mà lại tự ý tách khỏi chủ nhân. Từ bao giờ mà lên được người cuốn bộ chữ mỹ như ngươi đến giáo huấn tiền bối vậy? Huống hồ Bạch Ngọc coi các ngươi như tỉ muội, nàng xảy ra chuyện mà đây là thái độ của ngươi sao? Ta có thể phân minh chuyện tình cảm và chức trách, còn ngươi, ngươi là xứng là một tử sĩ của mỹ bộ không? Ngươi sao vậy? Thẹn quá hóa giận nên định ra tay à? Thiên tế ra vốn dĩ muốn để mỹ tinh đến nhắc nhở thân phận và chức trách của người, không ngờ thì đa người lại là kẻ bị lại cảm xúc làm mụ mị đầu óc như vậy. Đây đã là lần thứ hai người phạm lỗi rồi, xem ra người cũng không thích hợp ở lại mỹ bộ nữa. Trước tiên giao lại lệnh bài và đao của người, sau đó tự mình đi lãnh phạt rồi cút tới đao đường đi. Qua đao đường người sẽ không cần phải ngày ngày làm cái bóng bên cạnh chủ nhân nữa, có thể đi tìm Bạch Ngọc của người rồi. Trở thành sát thủ của mỹ bộ chính là định hướng từ xưa tới nay của ta, không biết ta đã phải đổ bao nhiêu máu, giết bao nhiêu người mới có thể có được chỗ đứng ở mỹ bộ. Trở thành sát thủ là vinh hạnh của tử sĩ, thế nhưng Ngọc Nhi, tạ thiên tế gia ân điển. Đau đầu quá, nơi này là người đánh xe ngựa và Bạch Vũ bên cạnh mình. Ồ tính rồi à, vừa rồi người hậu thông báo cho ta còn không tin chứ. Xem ra nha hoàng dưới trướng phi vũ đốc vệ cũng không phải dạng tầm thường. Ha ha, ngươi là ai? Nội lực trên người ta đã mất hết rồi, đến một chút sức lực cũng không có. Đúng là không có nội lực thì không thể nào chịu nổi lương cửu thốn này được, đã chết mấy ngày rồi. Coi như là ngươi may mắn có chút nội lực mới chống chọi được với độc hương cửu thốn này. Sao lại nhìn ta như vậy? Trước đây ngươi còn đánh người để bảo vệ chủ nhân lắm mà, sao giờ lại không nhận ra ta rồi? Ôi chao, tính hay quên của ngươi lại khiến ngươi tàn nát còn tìm đấy. Cút ra, là ngươi Bách Lý Tố Nhi. Nhưng khuôn mặt của Bách Lý Tố Nhi thì không có vấn đề, bọn ta đều có thể xác định được hắn là nam tử. Nhưng đường cong của con hát này đó này là nữ nhân mà. Ngươi đừng nên cử động, cũng không cần nói những lời định ngọt người khác. Nghe đâu có thân hình và vóc dáng và làn da như ngươi quả là không tồi. Nể tình thân hình này của ngươi, ta tạm thời tha cho ngươi một tội mạo phạm. Không, đừng mà. Mỹ Lục, chủ tử vui vẻ xong rồi sao? Sao, ngưỡng mộ à? Đương nhiên rồi, chủ tử nam nữ gì cũng chơi, bọn ta vẫn không ngắm được nam nhân. Hôm nay mà có nữ nhân trong phòng kia hậu hạ thì tuyệt vời. Được rồi, các người cứng cười như con mèo đói vậy, mỹ nhân trong phòng đó ban cho các người thưởng thức vậy. Dù sao này ta cũng chẳng phải dạng chim non không cần khách khí. Chà, tạ chủ tử. Mỹ nhân ngoan nào. Ha ha, làn da mềm mại này như thể tiểu thư nhà quyền quý vậy. Để ta xong thì đến lượt các huynh đệ khác thưởng thức nhé.
Bạch Ngọc, quận chúa có lẽ người gặp ác mộng rồi. Bạch Ngọc đã chuẩn bị chút thanh tâm lộ an thần, người dùng chút không? Tỷ tỷ, tỷ tỷ không khỏe sao? Tỷ tỷ chăm sóc Lạc Nhi cả đêm rồi, ngủ quên luôn ở đây cũng không biết nữa. Ta pha chút dệt ấm cho tỷ nhé. Ta không cần đâu, lát nữa ta kêu Bạch Trân bọn họ qua hầu hạ là được rồi. Lại là ảo giác sao? Ta khát nên muốn uống nước tiện thể giúp tỷ thôi. Ngọc Nhi tỷ tỷ cũng có đây, nhưng là vẫn ở nhờ trong phủ của tỷ, thời gian này ta có thể giúp tỷ pha trà. Đến người hầu hạ sao mà được? Bốn hoàng tử nói được là được. Ba tháng sau, sắp đến cửa ải cuối năm rồi. Giờ này năm ngoái tôi còn kêu Mỹ Thất đi bắt thỏ về nướng ở hậu viện, còn bắt nồi nấu canh gà núi. Bạch Ngọc cười bọn ta ham ăn, nhưng vẫn lần tay hầm canh cho chúng nô tỳ tay nghề đất sỏi. Đúng vậy, tay nghề của Bạch Ngọc trước giờ vẫn đất sỏi. Mạc tỷ tỷ, trời lạnh ta chuẩn bị cho tỷ cái này, chúng ta đi xem kịch đi. Kịch của Gánh Phượng Tường không phải lúc nào cũng có thể xem đâu. Chỉ là một nô tỳ thôi mà, không thấy cũng đã không thấy rồi, cả ngày cứ nhắc tới làm gì, không biết lại còn tưởng đó là chủ tử của ngươi đấy, làm hỏng có tâm trạng của tiệm Mạc tỷ tỷ. Ngươi, được rồi, xe ngựa đã chuẩn bị rồi, chúng ta xuất phát thôi. Lần này Trinh Nguyên công chúa có đi được không? Tháng thứ hai sau khi đến đây, Trinh Nguyên công chúa đã bị nôn mửa rồi tiêu chảy, nói là không thích nghi được với môi trường ở đây. Cũng đã tĩnh dưỡng 2 tháng rồi, hôn sự với Ninh Vương cũng đã bị trì hoãn đến nay. Nàng bị bệnh 2 tháng rồi, chắc hẳn lần này cũng không đi được đâu. Đừng nhắc tới nàng nữa, hôm nay là sinh thần lần thứ 13 của ta, không phải sinh thần của Trinh Nguyên tỷ tỷ. Lạc Nhi đợi trên xe ngựa rốt ruột lắm rồi. Tiểu Lục Tử, ngươi đứng lên đi, ta đã nói rồi, Tư Lễ Giám và người của Cửu Tự Quyết đều đã cố gắng hết sức. Hơn nữa, cho đến hiện tại người của Tiền Tự Quyết cũng chưa từng từ bỏ nỗ lực tìm kiếm, nhưng cho dù là Tư Lễ Giám hay Cửu Tự Quyết, đều không thể lúc nào cũng dốc hết toàn bộ lực lượng vào việc tìm kiếm Bạch Ngọc được. Cậu xin quận chúa, con người ngươi sao lại không biết điều như vậy? Một nô tài thôi mà, ngươi đang định uy hiếp chủ tử đấy à? Bạch Ngọc đó đã mất tích mấy tháng rồi, ngươi này thì có tác dụng gì chứ? Đi thôi, chúng ta mặc kệ hắn đi. Hà cớ phải cổ như vậy, ngươi cho rằng người như quận chúa thật sự coi đám hạ nhân chúng ta là người sao? Ta đã nói với ngươi rồi, chủ tử đắc tội người ta thì kẻ phải chịu tội cũng chỉ là đám hạ nhân chúng ta thôi. Nghĩ xem Bạch Ngọc như ngày hôm nay cũng không biết là có bị làm hại không. Nếu ngươi vẫn còn muốn cứu Bạch Ngọc thì đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi. Mạc tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã có lòng mời Gánh Phượng Tường đến hát kịch cho ta. Tố Nhi không cần khách khí. Nhìn ta như vậy làm gì? Kịch hay đây, kịch đang hay, xem kịch đi. Ta đi uống rượu với mấy công tử kia. Quận chúa, hình như có gì đó không ổn, người không thấy nơi này hơi ngột ngạt sao? Đương nhiên là ngột ngạt rồi, mặc dù là mùa đông nhưng cánh cửa kia cũng đóng chặt quá rồi đó. À, Mỹ Tinh, bảo vệ Lạc Nhi. Ha, giờ ngươi vẫn còn rảnh rỗi lo cho người khác sao? Không ngờ thanh y cô nương đứng đầu Gánh Phượng Tường lại có thương thủ lợi hại như vậy. Chắc hẳn ngươi không phải hát cô đào mà là hát đạo võ mới đúng. Kiến đốc vệ đại nhân nhớ được nô tài thực sự vui mừng không xiết. Để nô tài hậu hạ ngươi. À, tay lưng mặt ngươi bỉ ổi. Không ngờ trụ cột của Gánh Phượng Tường mỹ nhân thanh y khiến vô số nam nhân trong kinh thành phát điên phát cuồng lại là nam tử. Ngươi đương nhiên cũng có thể từ giờ phút này trở đi ngươi cũng không còn là nam tử nữa rồi. Nam nhân, ta không phải cái thứ ghê tởm đó. Tay lưng mặt ngươi nhất định sẽ hối hận. Tất cả mọi người ai dám bất kính với ta đều sẽ phải hối hận, sống giả tiện nhân bên cạnh ngươi vậy. Sao Bạch Ngọc ra đây? Giết ả đi, giết chết tiện nhân này cho ta. Quận chúa, bọn chúng đều uống thuốc độc rồi, không còn sót lại một người sống nào. Đi thôi, không cần ở lại nơi này nữa. Mỹ Tinh, Mỹ Thất, theo ta về phủ Thiên Tuế, những người khác ở lại sẽ tán đám đông. Phủ Cửu Thiên Tuế. Quả nhiên chính là ngươi. Quả nhiên cái gì? Xin lỗi, vừa rồi lửa lớn quá ta bị người khác dùng vào góc tường, sau đó trông thấy mấy cô hát cầm đao bắt đầu chém giết. Ta sợ hết hồn liền theo đám đông chạy vào sau bếp. Vốn dĩ ta muốn quay lại cứu các ngươi, nhưng lửa cháy lớn quá ta không vào được. Không sao, ngươi không sao là tốt rồi. Xem ra ngươi cũng bị thương, để tỷ tỷ đắp thuốc giúp ngươi. Cởi áo ra trước nào, vết thương, vết bỏng của ngươi, nếu không xử lý kỹ sẽ rất bị nhiễm trùng. Rõ ràng ta đã đánh vào vai của con hát đó. Cái đó để người hầu làm là được rồi. Sao vậy? Trước mặt mẹ tỷ tỷ cũng xấu hổ sao? Ta nói,
Ai nói ta xấu hổ chứ, tỷ chỉ có điều nam nữ tụ tụ bất thân, người không để ý tỷ ta có gì phải ngại chứ. Nữ tường trên chỉ có một chút vết bỏng, nếu như nữ tường dưới cũng bị thương, hắn cũng không thể đứng như vậy được. Sao ngươi cứ nhìn ta chậm chậm như vậy? Không có gì, để ta bôi thuốc cho ngươi. Tất cả xa quyến của cái thái giám trầu lầu hầu như đều đã trúng độc khói mà chết, mười mấy người sống sót cũng bị thương mắc vào thần trí. Hơn nữa trong số những người chết, lần này còn có sứ giả Tây Địch và hai người trong đoàn. Người Tây Địch lần này đúng là ra tay tàn nhẫn, để sang cái bẫy này đến cả Hồ Chí cũng sẵn sàng từ bỏ, có lẽ chúng cho rằng muốn bắt sói thì đừng tiếc con. Sao nào, bán cực lớn này nha đầu ngươi sợ rồi sao? Chứ sợ với thế nào vậy, ta không biết luôn đấy. Ngươi thì sao, ngươi định thế nào, sao ta cho bọn chúng ư? Chưa biết chừng, nếu nhà đầu ngươi không nghe lời vi sư sẽ bán ngươi đi. Bán thì bán, ta sợ ngươi chắc. Đúng là nhà đầu bướng bỉnh, vi sư chịu ngươi quá nên sợ mấy con ngọt ngào ơi cũng không nở nói ư. Bây giờ đầu óc ngươi toàn đám nhà đầu tiểu tử bên cạnh ngươi, cũng không biết phu quân ngươi đây đang đặt ở vị trí nào nữa. Sau vụ hỏa hoạn ở nhà hát, những nhà giàu có thượng kinh đều đã treo cờ tâm linh, các triều đình than vang tiếng khóc than. Ngày hôm đó hầu hết mọi người đều được mời đến tham dự tiệc sinh thần của thập bát hoàng tử Tây Địch, và gánh hát cũng là do Thiên Tuế Vương Phi mời tới. Nhà nào cũng có thương vong, ngoại trừ Thiên Tuế Vương Phi và những người bên cạnh là không hề hấn gì. Từ đó bắt đầu có những lời đồn thổi mọi người yêu cầu điều tra nghiêm Thiên Tuế Vương Phi, mong cử Thiên Tuế cho sứ đảng Tây Địch bọn ta một câu trả lời rõ ràng. Phi Vũ Đốc Vệ đại nhân đã mời Hồ Chí đại nhân của bọn ta đến tham dự tiệc, nhưng bọn họ đều bị chôn vùi trong biển lửa cùng các quân thần của Thiên Triệu, dù chỉ có Phi Vũ Độc Vệ đại nhân là bình an vô sự. Nếu nói đó là do đạo tặc làm, Trinh Nguyên tuyệt đối không thể nào chấp nhận. Tây Địch cần quý quốc cho bọn ta một câu trả lời, nếu không bọn ta sẽ cho rằng ngài định phá vỡ thỏa thuận và tuyên chiến với Tây Địch. Thiên Tuế gia, ngài vẫn luôn không có thiện cảm với người Tây Địch, việc nạ cũng biết. Nay ai cũng đang bàn tán về ngài, nói ngài cố tình tổ chức yến tiệc để dồn người Tây Địch vào chỗ chết, mới khiến gia quyến của các trọng thần cũng bị liên lụy theo. Nếu ngài không điều tra kỹ càng, e là không chỉ không giải thích được với Trinh Nguyên công chúa, mà ngay cả với các vị quan trong triều cũng khó mà ăn nói. Đúng vậy, sao không muốn trông thấy người Tây Địch, vậy thì sao? Thiên Tế gia, mặc dù địa vị của ngài có cao nhưng cũng không thể một mình đơn độc lẻ loi được. Nhiều người trong số những người mất gia đình lần này đều là những người đã ủng hộ giúp đỡ ngài khi xưa, ngài định phụ lòng của tất cả mọi người sao? Xin Thiên Tế gia điều tra chuyện này rõ ràng. Chuyện này dù sao cũng là do Mạc Nhiên mà ra, nàng không còn phù hợp phụ trách nắm quyền Phi Vũ Đốc Vệ nữa. Bốn cung cho rằng Mạc Nhiên nên tạm thời dừng công việc này lại, đợi sau khi điều tra rõ ràng để quyết định tiếp. Còn về quỷ vệ có thể tạm thời sao cho quốc công sao quản lý. Vậy sao? Nếu Thái Bình đại trưởng công chúa đã có lòng suy nghĩ chu toàn như vậy thì cứ theo lời công chúa mà làm thôi. Chỉ hy vọng sau này công chúa đừng hối hận là được. Phủ cửu Thiên Tuế. Vương Phi, mời Vương Phi ra lệnh bài quỷ vệ ra đây. Vậy sao, vất vả cho đại ca ca và phụ thân bày mưu tính kế lâu như vậy, cuối cùng cũng lấy được quỷ vệ trong tay ta. Không phải bọn ta tính kế với người mà là cửu Thiên Tuế đã bỏ rơi ngươi. Ngươi vất vả khổ sở tìm kiếm quỷ quân cho hắn, giúp hắn chống lại người Tây Địch. Đến lúc phải đối mặt với sự uy hiếp của kẻ địch, hắn lại nhốt ngươi trong lòng, lấy ngươi làm bia đỡ đạn cho hắn. Thậm chí còn không gặp ngươi giải thích. Không cần nói nhiều, ta đi theo các ngươi là được. Đối với Bách Lý Thành mà nói, nàng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, lẽ nào nàng không hiểu sao? Thiên Tuế Vương Phi mời dùng bữa. Đa tạ. Cũng không biết sao nhìn Vương Phi lại bình tĩnh như vậy, bây giờ tất cả mọi người đều đang đồn thổi, cửu Thiên Tuế định đẩy nàng ra làm cừu non chịu tội thay. Thức ăn có vấn đề. Này, ngươi tỉnh lại chưa? Nhà lao này, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Là ngươi, Bách Lý Tố Nhi, sao ngươi lại đây? Không phải ngươi đang ở phủ cửu Thiên Tuế sao? Người mà ngươi thấy ở phủ cửu Thiên Tuế cũng phải là ta. Từ lần đầu sau khi ta được ở phủ cửu Thiên Tuế cùng tiện nhân Trinh Nguyên kia, ta đã bị nhốt ở nơi này. Ồ, đó là ai? Quả thực ta cũng phát hiện ra Bách Lý Tố Nhi đó có điểm kỳ lạ, vì vậy cũng đã thử thăm dò, nhưng khuôn mặt đó không hề có dấu vết gì. Nàng là mụ mụ song sinh với ta, đến lúc này rồi mà ngươi còn đến giấu tôi sao? Không nói rõ ràng ta đã đánh vào thân dưới của mụ mụ ngươi, nữ tử tại sao lại có bảo bối của nam nhân được? Hơn nữa hôm đó nhà hát chế lớn, người mà ta về phủ cửu Thiên Tuế bôi thuốc cho chắc chắn là ngươi. Bách Lý Tố Nhi, ngươi đang bao che cho mụn mụi hay là đệ đệ của ngươi đây? Ngươi yên tâm, dù có thế nào đi nữa ta cũng sẽ cứu ngươi ra khỏi nơi này, ta sẽ không để ngươi chịu bất cứ tổn hại nào. Ha ha, đến thân mình còn khó xử, ngươi định anh hùng cứu mỹ nhân thế nào đây? Bách Lý Linh Nhi,
Mẹ kiếp, người mau thả ta ra ngay. Ngươi từng nói chỉ cần để nàng bị nhốt vài ngày, cho kẻ khác cướp mất binh quyền trong tay nàng, để tên chó rách của Thiên Tuế đó về vườn là được, tại sao còn bắt nàng về đây? Ta cũng đã đồng ý đến phủ của Thiên Tuế giúp ngươi che giấu việc ngươi chính là kẻ chủ mưu đằng sau vụ tập kích ở nhà hát. Ngươi định nuốt lời sao? Ấy, ta quên mất rồi. Dạ ca ca, ngươi biết trí nhớ ta không tốt mà. Ngươi thích phi vũ đốc vệ này phải không? Ngươi đúng là con quái vật được con hát nuôi lớn. Mau im mồm lại. Đúng vậy, chúng ta là do kỹ nữ nuôi nấng, chỉ có điều kỹ nữ đó lại thương yêu ngươi hơn một chút mà thôi. Nếu không phải kỹ nữ đó tội nghiệp quá nhiều, sao lại có thể sinh ra được quái vật như ta chứ? Ngươi thích người này phải không? Mắt nhìn không tồi, vừa có nét anh tuấn cụt lạnh lùng của nam tử, vừa có nét dịu dàng xinh đẹp của nữ tử. Chỉ tiếc là nàng không phải nam tử thực sự, mùi vị của nữ tử sẽ cho cùng cũng không tuyệt bằng nam tử được. Có điều ta không ngại giúp ngươi nếm thử trước đâu. Xem ra Liên Nhi cô nương sướng quá hóa rộ rồi. Bốn đốc vệ còn hoài nghi liệu ngươi có phần nhân đạo, nhưng có vẻ ngươi thích làm nữ tử hơn là nam tử đấy. Một đau ngày hôm đó của ta chắc hẳn khiến ngươi vô cùng hài lòng phải không? Ngày hôm đó mũi đau của ta đâm vào ba phân thịt, cho dù không thể trực tiếp cắt đứt chỗ đó, nhưng cũng nhất định có thể khiến đối phương bị thương nặng, nghỉ ngơi một tháng cũng không thể thiên giảm được. Tiện nhân, ngươi đừng có đắc ý, lần trước tiện tiện bên cạnh ngươi tát ta một cái, hậu quả là phải nằm đó hầu hạ tất cả mọi người. Cho dù bây giờ tạm thời ta không thể biến ngươi thành nô lệ quỳ lại dưới chân ta, thì ta vẫn có thể cách khiến ngươi trở thành nô lệ hèn mọn nhất, giống như con chó cái phát cầu xin tất cả đàn ông tới chiếm lấy mình. Ngươi rốt cuộc đã giấu bạch ngọc ở đâu? Nữ nhân nó biết điều hơn ngươi nhiều, mới đầu còn tìm đến cái chết, sau đó được ta dạy dỗ cho vài ngày là ngoan ngoãn tới hầu hạ ta rồi. Nàng đã nghe lời thì đương nhiên sẽ được sung sướng rồi, có phải không Mỹ Lục? Mỹ Lục là ngươi đưa ta tới nơi này sao? Cũng phải, dựa vào bọn chúng thì sao có thể tự do ra vào đại lao tư lễ giám được. Phu nhân thứ lỗi, bạch ngọc đã ở trong tay chúng, suy cho cùng nàng cũng là vì ngươi nên mới rơi vào kết cục của ngày hôm nay. Ta còn tưởng phi vũ đốc vệ bản lĩnh thế nào thì ra cũng chỉ đến vậy, đến cái thì về bên cạnh cũng phản bội ngươi rồi. Để đến khi ngươi trở thành nữ nô lệ hèn kém hậu hạ nam nhân, ta sẽ để ngươi trần truồng treo trước cổng kinh thành, để người thiên triều đến xem ngươi có bản lĩnh thế nào. Bát Lý Liên Nhi, ngươi dám động đến một sợi tóc của nàng, ông nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mà ngàn vánh. Ngàn mánh, ngươi càng cầu xin cho ả, ta lại càng khiến ả thảm hại hơn. Ngươi càng thích ai, ta sẽ càng khiến người đó sống không bằng chết. Ngươi càng đau khổ, ta càng vui sướng. Chợt chợt, Tố Nhi, thì ra người trong lòng muội muội này của ngươi chính là ngươi đó, ngươi lại không hiểu à? Tiện nhân, ngươi im miệng, đừng tưởng ta không làm gì được ngươi mà ăn nói hàm hồ. Hôm nay ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Liên Nhi, tại sao? Ngu xuẩn, ngươi thực sự cho rằng Mỹ Thất sẽ dễ dàng phản bội bọn ta vì sao? Các người cố tình để bọn ta trà trộn và tôi lễ giám, cố tình sẽ vội trúng kế. Mỹ Lục, xử lại Bách Lý Liên Nhi và hai người nữa, còn lại các tùy các ngươi xử lý. Rõ. Phu nhân, bọn ta đã tìm thấy nơi nhốt bạch ngọc nhưng không tìm thấy bạch ngọc đâu. Theo như đánh dấu mà phu nhân nói, chỉ tìm được một bức thư bạch ngọc để lại. Bạch Nhị, ngươi thay Ngọc Nhi đọc bức thư này đi. Bửu quận chúa, nô tỳ bạch ngọc tại nơi đây cửa bẩm quận chúa. Bạch Ngọc tự biết mình làm việc không thận trọng, bị người ta bắt cóc giam tầm tì, bị làm nhục chủ khiến chủ tử hổ thẹn, bạn bè lo lắng kinh động, mọi người tìm kiếm mấy tháng qua, được chủ tử và bạn bè không đời bỏ Bạch Ngọc xấu hổ nên tự đạn tiệc với nhân gian để không khiến chủ tử hổ thẹn. Tam sinh hữu hạnh, Bạch Ngọc được vinh hạnh theo hầu quận chúa mấy năm nay dạy dỗ, không ngừng vươn lên. Người có thể chịu nhục nhưng không, nhưng chí không thể nhục. Nay Ngọc đã vỡ nhưng tuyệt đối không vô duyên vô cớ chịu nỗi nhục này. Lần này Bạch Ngọc đi để lại tìm lại công đạo cho chính mình, mong chủ tử đừng lo lắng. Một ngày nào đó Ngọc báo được thù, nhất định sẽ quay về. Ngọc sinh ra trong danh kỹ, đã nhìn thấu nhân gian bạc bẽo, nam tử bạc tình, may mắn kết duyên phàm cùng Mỹ Lục. Nay Ngọc đã hoạch đào quá khứ, tự đạn tình duyên, cảm thấy áy náy vô cùng, chỉ mong quân cưới người mới, một ngày nào đó lặp lại không còn án trách. Bạch Ngọc hướng về phương nam cung kính ba lạy. Bạch Ngọc đi rồi, sao Bạch Ngọc lại không nghĩ không thông suốt như vậy? Sao lại ngốc như vậy? Chúng ta tìm Bạch Ngọc lâu như vậy đó cũng không phải là lỗi của nàng, sẽ không có ai ghét bỏ nàng cả. Nàng tốt như vậy sao Mỹ Lục có thể ghét bỏ nàng được chứ? Ngọc Nhi là người trưởng thành nhất, dịu dàng nhất nhưng cũng là người kiêu ngạo nhất trong ba người. Nàng rời đi không phải là chạy trốn, cũng không phải là vì sợ bất cứ ai ghét bỏ nàng, chỉ là nàng muốn làm những điều mà nàng cho là đúng. Không, ta không tin. Tiểu Lục Tử, không. Mỹ Lục, đừng trốn tránh nữa, đây là lá thư cuối cùng của Bạch Ngọc để lại cho ngươi. Những gì cần nói nàng đã nói cả rồi, ngươi có thể đưa ra lựa chọn mà ngươi cho là đúng đi. Ta chờ nàng, đời này chỉ có nàng là vợ của ta thôi, người vợ duy nhất của ta. À!
Tiểu tiểu thư, mị lực ở bên trong đại khai sát giới, tâm trạng như một con hổ điên, chúng tôi ngăn không được. Kệ hắn đi, sẽ kẻ si tình nó thế. Phủ Cửu Thiên Tuế. Cánh hoa mơ và đường cát xanh ngâm chung với nhau có cái tác dụng làm ấm cơ thể. Điên Nhi là muội muội của ta, mặc dù không ai có thể nói rõ rốt cuộc này là con trai hay con gái, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng mình là con gái. Nhưng nàng ấy vừa không chỉ có cơ thể của một người con gái, mà vừa có bảo bối của một chàng trai. Năm đó vì để bảo vệ bí mật sinh ra một con quái vật như vậy, mẹ đã xử tử tất cả các cung nữ và bà mụ đỡ đẻ cho bà. Sau đó khi mẹ vô tình lập đạt mất ta, khi bà di dân hương cầu phúc, bà đã nuôi muội ấy như một đứa con trai. Còn ta thì lại được một thủ lĩnh hải tặc nhận làm con nuôi cho mười. Cho đến khi tìm được ta, mẫu hậu đã để ta trực tiếp thêm vào vị trí của thập bát hoàng tử và làm cho thập bát hoàng tử ban đầu biến mất hoàn toàn. Còn Liên Nhi thì trở thành một cái bóng của ta, thống lĩnh như ám vệ đứng đầu của hoàng hậu. Cho nên Liên Nhi thuận ta chỉ cần có thể làm những việc gì có thể khiến ta đau buồn, mỗi ấy đều không thể tiếp sức để làm. Và mỗi ấy luôn cảm thấy mình chính là một cô gái, là một công chúa. Ngươi đã sớm biết ngươi trong phủ kia không phải là ta rồi sao? Không sai, mặc dù bách lý Liên Nhi giống ngươi như đúc, nhưng không ai có thể hoàn toàn trở thành một người khác, vì cái sơ hở lớn nhất chính là đôi mắt. Mặc dù ngươi kiêu ngạo, nhưng ngươi vẫn còn là một đứa trẻ và trong mắt ngươi chưa bao giờ có dục vọng. Trước kia vì để chăm sóc Lạc Nhi bị rơi xuống nước, bách lý tối gì đã cùng ta chung một phòng mấy đêm liền, mọi cử chỉ của hắn đều giống như một đứa bé gái đang làm nũng. Nhưng còn bách lý Liên Nhi thì khác, dù mọi cách kiểu từ chối nhưng vẫn muốn chào đón để dụ dỗ quyến rũ. Ta cũng chỉ có thể tương kế tự kế để cho hắn làm nũng trước mặt, cũng không màng đến từ chối nữa. Bởi vì ta khẳng định việc mất tích của Bạch Ngọc có liên quan đến hắn. Ta không thể vì niềm vui nhất thời mà trực tiếp bắt hắn tới đại hình thẩm vấn, để rồi cắt đứt dây cứu sinh của Bạch Ngọc. Vì để trấn an A Cửu, ta không biết mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Ta muốn gặp Liên Nhi một lần. Ta biết hiện giờ chúng ta là kẻ thù, nhưng nếu có điều kiện gì, ngươi cứ nói đi. Ta muốn ngay lúc này người ta địch đặt ám cọc cùng quân cờ trên triều lương của ta. Ngươi, mẹ nó tham chẳng khác gì sư tử há miệng to miệng, dĩ cao vì đem người đặt ở trên thiên triều lương mà hao tổn không biết tập bao nhiêu tâm tư. Tố Nhi, ngươi vẫn còn là một đứa trẻ, vốn nên được che chở cho mọi bàn tay, không nên tham dự quá nhiều vào những việc như thế này. Hãy suy nghĩ kỹ rồi đến tìm ta. Quận chúa đã đoán chắc sớm muộn gì Tố Nhi cũng sẽ đồng ý. Thật ra bách lý Liên Nhi có một điểm sơ hở lớn nhất mà ngươi không đề cập tới. Thập bát hoàng tử chưa bao giờ gọi ngươi là tỷ tỷ, bởi vì hắn ngưỡng mộ ngươi và cũng không muốn để ngươi trở thành tỷ tỷ của hắn. Tới rồi. Đây là Liên Nhi. Liên Nhi mới 13 tuổi, chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ, ngươi cũng thấy làm vậy quá tàn nhẫn sao? Liên Nhi từng bị người ta bạo hành, còn bị thương rất nhiều. Phải, nàng mới chỉ 13 tuổi, nhưng nàng đã lại biết cách tổn thương nữ tử khác, khiến họ sống không được chết cũng không xong, hiểu thế nào là lật đổ và tàn sát. Ngươi có biết trận hỏa hoạn ở nhà hát, những người bị hại đều là nữ tử chân yếu tay mềm và những đứa trẻ còn nhỏ hơn cả nàng nữa. Nếu ta không có phòng bị, giờ này người nằm đó đã là ta rồi, không phải sao? Liên Nhi, ngươi tỉnh lại, ta đến gặp ngươi đây, ta đến cứu ngươi đây. Ta không cần người làm bố làm tinh, tại sao ngươi lại quay về? Người cấp đi mọi thứ của ta vẫn chưa đủ sao? Thân phận địa vị của ta, đến sự quan tâm xã đạo đến đáng thương của mẫu thân dành cho ngươi, ta cũng bị ngươi hủy hoại. Rõ ràng ngươi đã bị ta đẩy xuống vách núi rồi, mẫu thân cũng không thể tìm được ngươi. Không có ngươi, mọi nỗ lực của ta cuối cùng cũng đổi lấy sự chú ý của mẫu thân. Thậm chí ta còn từ bỏ ý niệm trở thành nữ tử. Thế nhưng tại sao ngươi lại quay lại? Ngươi vừa quay về ta đã không còn gì nữa cả. Tại sao? Chỉ vì ta là người song tính sao? Vì ta là một con quái vật sao? Người không phải quái vật, người là Liên Nhi của ta, là bồ muội mà ta thích nhất. Liên Nhi xin lỗi, ta thực sự không biết người buồn như vậy. Mẫu hậu nói người tự nguyện trở thành thống lĩnh ánh vệ, nói người chán ghét những ngày tháng sống mù mô dối trá trong cung, người thà trở thành cái bóng tự do trong đêm còn hơn. Nếu như ta biết sự thật, ta đã sẽ vĩnh viễn đợi đi cùng hạm đội, vĩnh viễn cũng không bay về cung nữa. Từ nhỏ tới giờ ánh mắt của mẫu thân chưa từng đặt lên người ta. Mỗi lần mẫu thân nhìn ngươi đều ngập tràn sự dịu dàng, nhưng khi nhìn ta lại đầy phòng bị và chán ghét. Ngươi biết tại sao ta lại tên là Liên Nhi không? Vì mẫu thân thấy mình thật đáng thương, sao lại sinh ra một quái vật như vậy? Người nói ta là quái vật, ta không phải là con người, mà chỉ là cái bóng của ngươi, là nô lệ của ngươi. Ha ha. Xin lỗi, ta xin lỗi. Liên Nhi, ngươi không phải nô lệ của ta. Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy cả, thậm chí ta còn không biết mẫu hậu. Ta phải làm sao với ngươi đây? Ta cứu ngươi ra ngoài được không? Ta đi cầu xin tay lương mạc. Ngươi thật sự muốn làm gì đó cho ta sao? Vậy thì xiết ta đi. Liên Nhi, ngươi thật nhẫn tâm. Giờ ngươi hài lòng chưa? Ngươi đã hài lòng chưa? Ngươi có biết
Ngươi có biết ta từng ngưỡng mộ ngươi thế nào không? Ta nghĩ mình có thể thay thế ngươi thì tốt rồi. Nhưng vì ngươi là ca ca của ta, hoàng hôn dưới ánh trăng khát khao khơi dậy tình yêu, mới đó gương loan chiếu soi thành sấm tạo nguyệt đi, khóc gì đến nỗi rừng phong hai bên bờ sông nhớ mộng đôi mắt si tình. Liên Nhi, Vũ Cửu Thiên Tuế, A Cửu, sao ta vừa mới ngủ trong một giấc mà đã thấy mình giống như con cá muối bị khóa lại thế này? Ngươi khóa ta lại làm gì? Nhà đầu, ngươi đã quên hứa với Vi sự chuyện gì rồi sao? Để ta nghĩ xem nào. A Cửu, đừng như vậy, ta say mất. Mới mấy ngụm đã say rồi. Say cũng tốt, Vi sư đã phải tốn công tốn sức dỗ dành ngươi. Đêm nay thử mấy món đồ chơi thú vị này đi. Phải. Không, ta không say, tôi rất tỉnh táo. Được rồi, đây là lỗi của ta. Tôi không nên xấu như đau đầu vào nguy hiểm để mì lục đưa ta đến địa lao chỗ Bách Lý Ninh Nhi. Nhưng nếu không như vậy sẽ không thể nhanh chóng cứu Ngọc Nhi ra được. Và lại nếu không phải đích thân ta đi, làm sao có thể nhổ tận gốc đám người và tay địch cài cắm ở đây được? Rõ ràng ngươi biết Vi sư sẽ không đồng ý đưa người lao vào chỗ nguy hiểm, nhưng ngươi vẫn cố tình hành động một mình. Nhưng dựa vào mình ta thì cũng chẳng làm gì được ngươi. Ngươi biết ta luôn coi Ngọc Nhi bọn họ như tiểu muội mà. Về còn ta, ngươi có biết điều ta muốn làm nhất là gì không? Tôi khoảnh khắc thực sự có được ngươi, điều ta muốn làm nhất chính là nhốt ngươi vào lao ngục không có người, khóa chặt ngươi đó. Còn nếu bất cứ ai trông thấy ngươi, không ai có thể động vào ngươi, càng không ai có thể làm hại ngươi để ngươi hoàn toàn thuộc về mình ta. Nếu được, ta thậm chí còn nghĩ đến việc cho ngươi uống thuốc ngu ngốc để ngươi quên mất bản thân mình là ai, sống như một đứa trẻ phụ thuộc vào ta như phụ thuộc vào phụ thân vậy. Mỗi lần ngươi đợi đi, ý niệm đó lại nảy ra trong đầu ta như bóng ma vậy, không thể dừng lại được. Rất đáng sợ phải không? Nếu chưa nói với ta rằng nếu như vậy ngươi sẽ không còn là ngươi nữa, không còn xứng đáng để ta phải nhọc tâm nghĩ cách nhốt ngươi lại, nhưng ý nghĩ đó chưa một ngày nào ra khỏi đầu ta cả. A Cửu, shit, đừng để ta trông thấy bộ dạng sợ hãi của ngươi, nếu không ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. A Cửu, xin lỗi, ngươi ôm ta có được không? Ngươi không sợ sao? Tại sao phải sợ? Từ đầu ta đã biết ngươi là người như thế nào. A Cửu, ngươi rất tốt, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi, ta sẽ không đi đâu cả. A Cửu của ta một người mạnh mẽ không dễ dao động, vậy mà trong sâu thẳm trái tim lại là một đứa trẻ luôn sợ hãi mất đi tất cả những thứ mình quan tâm nhất. Một đứa trẻ chưa trưởng thành với đầy chấp niệm và thiếu cảm giác an toàn. A Cửu, lâu rồi không gặp công chúa điện hạ. Phải, lâu rồi không gặp. Vừa gặp mặt ngươi đến muốn nói với ta, ngươi định xâm lộng bổn cung ở đây hả? Ta tưởng công chúa biết rõ rồi, lúc này công chúa ở điện này sẽ tốt hơn. Dù ta và công chúa cũng phải chỗ thân tình nhưng cũng vẫn thể nói chuyện với nhau. Được. Ta biết công chúa là người như thế nào, cũng biết rằng để công chúa nói rằng muốn lấy binh quyền của ta giam lỏng ta là vì có người đằng sau xúi giục. Trình Mẫn biết hết tất cả, biết ta giúp người khác đối phó nàng. Điện hạ, người đừng quên, người vẫn là người thiên triệu chứ không phải người tay địch, đừng bị người khác lợi dụng nữa. Quận chúa, người bỏ qua cho công chúa điện hạ vì sao? Nếu sau này công chúa thực sự cấu kết với người tay địch phản quốc thì sao? Công chúa phải trung thành hơn với quốc gia này hơn ta và ngươi. Chỉ là có những người dùng thủ đoạn không nên làm để dụ dỗ nàng, khiến nàng nhất thời lầm đường mà thôi, cũng nên cho nàng một cơ hội để suy nghĩ rõ ràng. Ôi chao, thì đây là vương phi, hôm nay tiết ngừng rơi, người cũng đang ngoại ngắm hoa mai sao? Cung nữ bên cạnh người trong mặt đáng sợ quá, nghe nói người mất đi một cung nữ thân cận bên cạnh, đáng tiếc thật đấy. Đúng thật, đúng vậy, ta đã mất đi một người quan trọng, vậy nên đúng lúc tâm trạng đang rất không vui. Công chúa, tại lương mạch. À, ta nhớ ra rồi, người ta địch các ngươi xuất trên hải tặc đất sở sông nước phải không? Đồ điên, tay lương mạch này thực sự muốn nhận chết ta sao? Cứu với. Đừng mà, công chúa cũng cần khách sáo, chẳng qua ta chỉ muốn báo đáp đại lễ mà công chúa dâng lên thôi mà. Thế này vẫn chưa biểu tỏ được hết lòng kính trọng của ta với công chúa điện hạ đâu. Ngươi không sợ chuyện này bị truyền ra ngoài sao? Truyền ra ngoài, có ai nhìn thấy gì à? Trình Nguyên công chúa sợ sảy rơi xuống nước, thiên tế vương phi công mạng nguy hiểm, dưới trời đông giá rét, vương tài cứu sức. Ta thấy đốc vệ đại nhân đã cứu công chúa điện hạ nhà chúng ta. Kìa, công chúa điện hạ xem, đến người hậu trung thành bên cạnh ngươi cũng nói như vậy, ngươi đó xem còn ai trông thấy cái gì. Rất công phục phải không? Ta đợi ngươi tiếp tục ra tay lần nữa, và ta cũng không ngại báo đáp đại công chúa đâu. Ta nhớ công chúa của Tây Định không phải ít.
Nếu trước hôn lễ mà ngươi chết do nhiễm phong hàn hay bị rơi xuống nước gì đó, hoàng hậu nương nương Tây Địch nhất định cũng sẽ gả một cô công chúa hiểu chuyện hơn qua đây. Ngươi, điều tốt nhất nên làm để đối phó với lại nhện ngu ngốc cứ cố đưa tay ra thăm dò giới hạn, chính là thẳng tay cho nó một đao, chặt đứt móng vuốt của nó. Ta mong chờ phản hồi của công chúa điện hạ đấy. Hoặc nàng ta sẽ ngoan ngoãn thu lại chiếc đăng độc của mình, hoặc sẽ điên cuồng phản công lại. Phế vật, còn không mau truyền tin tức ta bị ngã xuống nước cho Ninh Vương biết, việc này là do ai làm? Ngươi thông minh, ngươi thông minh lên chút cho ta, đừng có mà nói rõ ràng quá. Nghe nói Trinh Nguyên công chúa điện hạ trượt chân rơi xuống hồ nước, tại hạ đã đưa tới y tới, công chúa vẫn ổn chứ? Thừa Vũ điện hạ. Không sao, đợi lát nữa để thái y xem bệnh cho ngươi. Có thể vừa rồi ngươi sợ hãi quá nên mới tưởng là Thiên Tế Vương Phi đẩy ngươi xuống nước. Ta lấy tính mạng mình ra đảm bảo, Thiên Tế Vương Phi tuyệt đối sẽ không đẩy ngươi xuống hồ nước. Điện hạ, người sao người có thể khẳng định nhất định cũng phải là do đốc về đại nhân? Trước đây vì chuyện nàng ta bị giam lỏng giữa hai chúng ta đã luôn xảy ra bất hòa. Trên nguyên, ta nghĩ các người không hề hiểu Thiên Tế Vương Phi. Thiên Tế Vương Phi tuyệt đối không phải là người vì ân oán cá nhân mà không mạnh đến đại cục. Bổn vương không muốn người bị người khác dắt mũi mà hiểu nhầm nàng ấy, ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người. Vương gia nó có lý, có lẽ hôm nay lúc ta bị rớt xuống nước đã quá hoảng loạn. Hoa mắt đêm mới, Thiên Tế Vương Phi cứu ta mà ta nhìn lầm thành người đẩy ta xuống nước. Ninh Vương vậy mà lại tin tưởng Tây Lương Mạc vậy sao? Nếu ta không có bằng chứng mà cứ chỉ điểm Tây Lương Mạc là người hãm hại ta, ngã nhất định sẽ sinh nghi. Trinh Nguyên, trời lạnh như vậy mà rơi xuống nước chắc hẳn người sợ lắm. Bổn vương mỹ chính đại nhân từ thấy viện đích thân đến bắt mặt cho ngươi. Ồ, ta thấy nàng không sao đâu, rơi xuống nước nhiễm chút khí lạnh thôi. Bớt nhỏ mọn tính tới người khác lại, chăm ngâm mình trong nước, nóng với lá ngải cứu đi, uống thêm 7-8 bát gừng là được. Nếu nhà đầu đã cứu công chúa này vậy mà nàng ta lại cứu tấn công nhà đầu, vậy nàng ta rơi xuống nước là đáng đời. Còn nếu nhà đầu thực sự đẩy nàng ta xuống nước, vậy chắc chắn là nàng ta đã làm chuyện gì có lỗi với nhà đầu rồi, vậy rơi xuống nước cũng là đáng đời. Đa tạ lão y chính. Tại sao tất cả mọi người đều nói giúp tiện nhân đó? Nâng chén mời trăng sáng đối ẩm thành ba người. Tiếc đằng hiện giờ không có trăng sáng cũng có bóng người, chỉ có tiết rơi đầy trời cũng xem như là có ý cảnh. Là ngươi đến đây làm gì? Không phải bổn cung cũng muốn dây dưa, ta chỉ đến để nói với người ta có rồi. Đúng rồi, ta hỏi người một chuyện này, hôm đó nếu người đã muốn trừng trị Trinh Nguyên kia vậy sao không làm cho tới đi? Ngươi tưởng ai cũng thích giết chóc nhưng mình à? Huống hồ nay Trinh Nguyên đã ở trong tầm mắt của chúng ta, nếu đổi thành người khác tới ai biết còn sẽ gây ra chuyện gì nữa. Nghe nói Ninh Vương rất thương yêu công chúa Trinh Nguyên ngày này ngày nào cũng cho người Ninh Thuốc mang qua. Nếu hắn quan tâm Trinh Nguyên như vậy thì sao không tới chỗ bổn tạ lấy lại công bằng cho Trinh Nguyên đi? Khi đó ta tới tìm Ninh Vương, hy vọng khi hắn qua lại tin tức với Tây Địch và dốc sức bảo vệ người Tây Địch khi ngươi nổi giận, bảo vệ hòa bình hai nước. Vì vậy Ninh Vương hoàn toàn không tin người lấy cực đại cục làm trọng như ta lại trực tiếp ra tay với Trinh Nguyên công chúa. Ngươi thường xuyên qua lại với Ninh Vương ơi? Cũng không thường xuyên lắm, chỉ khi ngươi không bình thường mới gửi mấy phong thư thôi. Ngươi cũng không phải tạ sáo vợ cái vẻ tức giận đó đâu, không phải ngươi đã biết từ lâu rồi sao? Còn rất lấy làm vui khi ta lo lắng cho ngươi nữa kìa. Lần đầu tiên ta ăn khoai nướng là năm 4 tuổi, để cô bên cạnh mẫu thân nướng cho ta và Lạc Nhi. Khi đó mẫu thân vừa bóc vỏ khoai vừa kể cho ta và Lạc Nhi nghe về con người văn hóa Tây Địch. Khi đó ta cảm thấy Tây Địch cứu quốc mà mẫu thân kể là một nơi tuyệt nhất trên đời. Chỉ dù sau này Tây Địch từ chối che chở cho ta và Lạc Nhi, ta cũng chỉ cảm thấy thất vọng và lạnh lẽo mà thôi. Cho đến trước khi tới Long Quan, ta mới nghe Thái Bình đại trưởng công chúa nói ngày ấy mẫu thân ta bị lộ hành tung là do tin tức của Tây Địch. Lúc mẫu thân bị lột ra đốc xương, người ở dịch quán Tây Địch đứng một bên nhìn, còn lấy một đạn xương tay của mẫu thân chế thành trăm cài tóc mang về nước. Chẳng trách A Cửu lại ghét người Tây Địch như vậy, thì ra là thế, hóa ra là thế. A Cửu của ta rốt cuộc phải đè nén bản thân thế nào đây? Hắn từ bỏ cơ hội tấn công báo thù trong lúc Tây Địch đang loạn lạc, chẳng qua là vì giữ lời hứa năm xưa với Lam Đại Nguyên Soái, bảo vệ thiên triều Thái Bình cũng là vì sự bình yên của ta. Chuyện cũ thôi mà, bây giờ trước mắt mới là quan trọng nhất, ta cũng không còn bận tâm nữa. Cửu Thiên tới hắn vậy mà quả nhiên là nam nhân. Thiên tới sao, phu nhân đã ngủ rồi sao? Lát nữa đem chút cành ấm lên này, thay y phục mới cho chủ tử các ngươi để nàng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thiên tới sao ngài, không sao, không cần đánh thức nàng. Chỉ là bóp chết mấy con sâu bò màu chén sống thôi mà. Tiêu rồi, bị phát hiện rồi. Nam nhân này đáng sợ quá.
Mỹ nhất, ra tay. Được rồi, đừng để máu của chúng làm bẩn nước của bổn tọa. Rõ. Mang theo gì ám thị như vậy nhưng vẫn hoàn toàn không phải đối thủ của Tư Lễ Xám. Không, mình không thể chết ở đây được. Lại đọc. Không cần đuổi theo nữa, để người ở ngoài thả cho chúng chạy là được. Rõ. Người đã đỡ hơn chưa Điện Hạ? Không ngờ khoảng cách xa như vậy dùng kính tiện phòng mà cũng bị phát hiện, là chúng ta thất sách. Hôm nay cũng xem như là thu hoạch lớn được cũng đáng. Quả nhiên suy đoán của ta là đúng, Cửu Thiên Tuế căn bản không phải thái giám, hắn rõ ràng là một nam tử mà còn là một nam tử nguy hiểm lạnh lùng cực độ. Nhưng nam nhân như vậy khi đối diện với người mình yêu lại lộ ra dáng vẻ dịu dàng ấm áp đến lạ. Nếu người hắn yêu là mình, liệu đây là nam nhân hoàn hảo nhất mà ta từng gặp trước giờ, ta nhất định sẽ chinh phục hắn. Mùa đông lạnh thế này mà đã chạy vào rừng sâu săn bắn. Thú đừng đã ngủ đâu hết rồi còn săn cái gì? Được rồi, nhà đầu lười nhé ở nhà ngươi. Nhà ngươi mãi định mãi trong phòng không ra ngoài sao? Mùa đông lạnh nên phải ra ngoài đi đi lại lại mới tốt. Bổn tọa không đưa ai khác lên Thu Sơn, suốt ngày trên giường ăn lại ngủ, ngủ lại ăn, ta nuôi heo chắc. Bớt lại, chẳng phải cũng đã mang người khác đến rồi sao? Cũng lạ, trên nguyên này vốn ngạo mạn nghe tin của tiên tới đi săn lại nó muốn đi cùng để khoe khỏa. Cô ta mở lời Ninh Vương và các đại thần cũng cù khổ nương theo. A Cửu không nhẫn nại nại bèn tùy ý đồng ý, không ngờ cả đám người đó lại theo thật. Thiên Tuế Sa nghe nói tại sao mắng của ngài hơn người, không biết có dám đấu với Trinh Nguyên một trận. Sao ghen rồi à? Sao quên mất thân phận của mình rồi sao? Ghen là gì? Mặc nhi không hề ghen, trước mặt mọi người mà ghen vì một tên thái giám, ta không muốn làm trò cười treo thiên hạ đâu. Vậy sao? Nếu công chúa điện hạ muốn săn bắn thì bổn tọa sẽ chơi cùng ngươi. Nhà đầu thối này thực sự không nghe chút nào sao? Thiên Tuế Sa, chúng ta đi xem trong vòng một canh giờ ai săn được nhiều nhất được không? Tùy ngươi. Thiên Tuế Sa, ngài đợi ta với. Nhà đầu thối, trở mắt nhìn ta và nữ nhân khác đi săn còn không thèm đuổi theo nữa, đúng là đáng ghét. Chạy mau có yêu quái. Nam nhân này thế mà hoàn toàn không thèm để ý tới ta, tự sao mắng một mình vậy? Mình phải ra tay, tự tạo cơ hội mới được. Có rồi. Phải lợi dụng con gấu này thôi. Cứu mạng! Thiên Tuế Sa, cứu mạng ta! Mỹ nhất, hôm nay mang mấy con gấu về cho nhà bếp, nghĩ cũng lâu rồi bổn tọa cho ăn thịt gấu nhất phẩm. Rõ. Thiên Tuế Sa ra tạ ngài, ngựa của ta không thấy đâu rồi, lại bị triệu chân, ngài có thể cho ta cưỡi cùng ngựa không? Không được, bẩn. Sao lại có loại nam nhân từ chối ta thẳng thừng như vậy chứ? Đợi đã. Quả nhiên là nam nhân thì không thể không thương hoa tiết ngọc được. Chỉ cần bọn ta cùng nhau rơi xuống cái hố này, ắt sẽ có cơ hội thân mật. Hờ, mấy trò vặt vãnh. Thiên Tuế Sa, ngài mau xuống cửa người ta đi, ta đau quá. Không được, ở đây đất bẩn, đâu đâu cũng có phân và lông của giả thú. Ngài không thấy mình quá đáng quá rồi sao? Ghét gì mà chỗ này rất bẩn, ý của hắn là người ta sạch sẽ hơn chút thì lấy ta làm thảm lót sao? Đây thực sự là nam nhân sao? Thật sự không phải thái giám sao? Vậy sao? Lẽ nào không phải công chúa điện hạ nghĩ trăm phương ngàn kế kéo bổn tọa xuống cái nơi vừa bẩn vừa thối này là muốn bộc bại tâm tình với bổn tọa sao? Nay hiếm khi tâm tình ta tốt, đại phát từ bi hoàn thành tâm nguyện của người đấy, có gì muốn nói thì nói đi. Thiên Tuế Sa, ngài nói việc gì vậy? Trinh Nguyên không hiểu. Được, nếu đã vậy thì bổn tọa cũng không cưỡng cầu. Thiên Tuế Sa. Được rồi, người cản trở đã biến mất, chúng ta hồi cung thôi. Vậy mới nói không nên chọc vào xa, thà bị hành hình một vạn lần còn hơn làm bao cát cho xa xả giận. Thiên Tuế Sa, sau này lại có thể vứt bỏ ta đi. Bách Lý Thành, Bách Lý Thành. Nhà đầu chết tiệt, ngươi vậy mà lại ăn ngủ sao, còn không bao dễ cho vi sư. Vậy mà hoàng tài không thèm quan tâm đến ý tốt và lời dẫn của bổn tạ, đưa nàng ra ngoài chơi chẳng phải là vì muốn nàng giãn gân giãn cốt sao? Vậy mà nàng lại dám bằng mặt không bằng lòng như vậy. Ai, em mang phân đến đây, về mau đem đi đi, đứa chết mất. Thối chết mất. Tại lương mặt, còn nhóc chết tiệt nhà ngươi chán sống được phải không? Xa người xem đã tắm cả nửa canh giờ đều thơm nắm rồi nên vậy thôi. Nhưng trước đó lại có người chơi người bổn tạ thối như phân vậy. Tại lúc đó tôi chưa tỉnh mà, người chấp nhận với Trinh Nguyên làm gì, còn nhảy xuống cái hố đó lăn qua lăn lại rồi mới đi ra nữa. Tay ta sắp phế tới nơi rồi. Ta
tâm trẻ không tốt lắm, muốn đổi một cái gì thảm dẫm xem sao. Đặc biệt là loại nữ nhân xấu xí như Đại Dương Như tự đắc, tự cho mình có khuôn mặt xinh đẹp là có thể quyến rũ được cả thiên hạ, coi người khác đều là kẻ ngốc. Trình Nguyên có nằm mơ cũng không ngờ tới trong lòng A Cửu không có bất cứ ai đẹp hơn hắn cả. Đối với lại người tự cho mình là mỹ miều vô song, hắn chỉ muốn đem đối phương đạp dưới đất, để đối phương biết ai mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Xuống dưới còn chỗ chưa rửa tới. Còn có chỗ nào chưa rửa nữa, còn phải rửa từng sợi lông trên cái gậy hồ ly của người nè. Đồ đệ ngoan đã biết rõ vậy rồi, vì sư đương nhiên cũng không tiện ngăn cản, cứ tiếp tục đi. Sao có cấp báo? Thám tử bên phía Tây Địch có truyền tin tới nhị hoàng tử Bách Lý Hách Vân đã đăng cơ. Phủ công chúa. Công chúa Điện Hạ, người càng ngày càng khiến người ta thất vọng đấy. Bách quan chúng thần đều đã biết là người viết di chiếu cho nhị hoàng tử Tây Địch giúp hắn dẹp bình nội loạn để đăng cơ. Nay triều đình dân chúng đều bàn tán nghị luận, người không thấy nên phải cho chúng ta một lời giải thích sao? Bổn cung vốn là thái hậu của Tây Địch, năm xưa chính hoàng huynh đã gả bổn cung đến Tây Địch là hoàng huynh đã ép ta hòa thân, bổn cung có gì sai? Vậy sao? Nếu ngươi là thái hậu của Tây Địch, không, bây giờ phải gọi ngươi là thái hoàng thái hậu mới đúng. Vậy tại sao ngươi còn đứng trên lãnh thổ của thiên triều, những cung dưỡng của bách tính thiên triều? Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ta... Thiên Điện Hạ, đây là lời khuyên cuối cùng ta dành cho ngươi với tư cách làm bằng hữu. Ta biết ngươi là vì Tư Thừa Kiện nên mới giao dịch với người Tây Địch. Nhưng nếu ngươi vì một nam nhân mà phản quốc bán nước một lần nữa, thì đừng trách ta không nể tình, thay ngươi chấp dứt, chấp niệm với Tư Thừa Kiện. Ngươi có ý gì? Mạc Nhi, ngươi định làm gì Thừa Kiện? Ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại báo đáp ta vậy sao? Tay Lương Mạc, Tay Lương Mạc. Không, ta không thể để bọn họ ra tay với Thừa Kiện, tuyệt đối không thể. Theo chiếu chỉ của Thượng Đế, tội nhân Tư Thừa Kiện bị đẩy đến Lữ Quận. Sao vậy? Cửu Thiên Tế đã không nhịn được nữa, muốn trừ khỏi bốn cung rồi sao? Ngươi, Thái Bình, sao ngươi lại đây? Thế tử Điện Hạ, ngươi phải lên đường rồi. Hà cớ gì ngươi phải cứu ta? Với cách hành động của ngươi, chỉ sợ trong vòng 3 ngày là người của Tư Lễ Giám đã điều tra ra được rồi. Giá truyền lệnh của Cửu Thiên Tế đóng giả thành người của Tư Lễ Giám đưa ta đi, chuyện nào cũng sẽ khiến Cửu Thiên Tế nổi cơn thịnh nộ. Chuyện người ngươi không cần bận tâm, ta mãi mãi là đại chủ công chúa của thiên triều, là thái hậu của Tây Địch, cho dù Cửu Thiên Tế biết ta thả ngươi đi thì làm sao? Cũng phải, giữ cô ngươi thân phận đặc biệt, Bách Lý Thành làm gì được chứ, cũng chẳng dám động vào ngươi. Chỉ là từ biệt từ đây cũng không biết đến bao giờ mới có thể về kinh, có lẽ đến cuối đời này ta và ngươi cũng không thể gặp lại nhau. Được rồi, ngươi hãy bảo trọng, đây cũng là việc cuối cùng ta có thể làm cho ngươi. Ngươi cũng vậy, bảo trọng. Thừa Kiên, Thừa Kiên. Công chúa Điện Hạ đúng là người si tình, nếu đã vậy sao không cùng thấy tử Điện Hạ phiêu bạc giang hồ? Ngươi đến đây làm gì? Công chúa Điện Hạ chúng ta đã giao kèo rồi mà. Vương Quan giúp người làm mấy chuyện giết người báo tanh này, trừ khử đám cẩm y vệ, theo sát bên cạnh thái tử ra, người sẽ sao cho ta manh mối mai phục tay thật sự của Tây Địch. Vương Quan, bổn cung làm hoàng hậu Tây Địch 10 năm rồi, vậy mà không để ý tới một nhân tài biết có biết vũ như ngươi trong hoàng thất Tây Địch đấy. Đào năm xuống bên cạnh bổn cung thực sự khiến ngươi không phát huy được mình rồi. Có điều thứ mà ngươi muốn, bổn cung không có. Ngươi tưởng mình là ai chứ? Thứ ở chỗ Cửu Thiên Tế còn là giả, huống hồ là một kẻ nội gián của Tây Địch như ngươi. Bổn cung vĩnh viễn là công chúa của thiên triều, tuyệt đối không thể nào phản bội lại quốc gia của mình. Tiện nhân, ngươi dám giở trò với ta? Đúng là không thể tin tưởng được nữ nhân. Tiện nhân, ngươi cứ ở đây chờ chết đi. Sớm biết thế này ta đã không vì muốn từ biệt Thừa Kiền một mình mà để hết thị vệ bên ngoài núi. Tại sao đời này của ta luôn làm ra những chuyện khiến bản thân phải hối hận? Ta luôn cố gắng hết sức để bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình, nhưng lại luôn thất bại hết lần này đến lần khác. Luôn đẩy những người mình quan tâm càng ngày càng xa. Ta tưởng rằng mình có thể nắm được mọi thứ trong tay, như yêu ghét hờn giận đều như cát giữa ngón tay, càng nắm chặt chúng càng biến mất nhanh hơn. Cố gắng cả một đời ta cũng chỉ đổi lại được một tiếng thở dài trước khi đời đi của chàng. Thừa Kiền, đời này ta không bao giờ được nghe thấy ngươi gọi tiếng tiểu cô, không bao giờ có được hơi ấm mỏng manh ngươi trao nữa sao? Mùa đông thiên triều lạnh quá. Cửu Thiên Tế phủ. Vậy sao Thái Bình cuối cùng chỉ để cho người, chỉ con người để lại cho ta thứ này thôi sao? Cuối cùng nàng đã giao danh sách thành viên đội tình báo thực sự của Tây Địch vào tay ngươi. Lúc phát hiện thi thể của Thái Bình đã đông cứng, tất cả đều cho rằng là do Thừa Kiện không muốn bị lộ tung tích nên đã ra tay sát hại. Ta lại nghĩ không phải do Tư Thừa Kiện ra tay. Có điều ngươi nói xem liệu nàng có hối hận không? Gió thu không hiểu nỗi tương tư, đời nàng gửi vào gió và đêm, chết chính là cũng không hối tiếc. Đồ ngốc, ngươi tự biết ta không mong cái chết, chỉ muốn được mãi bên nhau. Mãi bên nhau. Phủ công chúa.
Minh Nguyệt, ngươi định đi đâu? Sao lại vứt bỏ ta lại? Thứ sao cho tay lương mạc là ngươi phụng mệnh công chúa đưa đi phải không? Ngươi khiến ta thất vọng được đấy. Rõ ràng đã nói là sẽ sao cho ta, vậy mà quay đi nó dâng lên cho cổ thiền tế để thoát thân. Phương Mai không phải vậy đâu, công chúa cùng bạc đãi ta, đây là duyên bệnh của người ta không thể. Đẹp chợt chợt, đàn bà đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời. Vốn dĩ ta nghĩ ngươi cũng sạch sẽ chút ít, thì ra cũng ghê tởm như vậy. Đừng mà, thả ta ra. Kém một chút. Cứu mạng, ai đến cứu ta với? Những kẻ lừa dối ta chơi khăm ta đều phải chết. Phủ cửu thiên tuế. Minh Nguyệt chết rồi. Đúng vậy, bị người ta bóp chết, trước khi chết còn bị cưỡng hiếp. Sau khi biết chuyện đã cho đẹp toàn bộ đội cấm quân trực đêm hôm qua, cho bọn họ đến chỗ các công công ở tỉnh thân phòng học cách tỉnh thân. Các vị công công tôi lễ giáo có chút mặt mũi hôm nay được tới hộ hoán mít mò cá rồi. Đưa ta đi xem thi thể. Với tính cách của A Cửu, hắn đã có ý tha cho Minh Nguyệt, đều có để người ta xiết Minh Nguyệt sau lưng hắn không? Không cần bổn tại đây cho người đi điều tra việc này. Tin tức phía Tây địch mới truyền tới quan trọng hơn. Sau khi Bách Lý Hách Vân đăng cơ đã đề nghị tiếp tục bắt tay với Thiên Triệu không xâm phạm đến nhau. Xem ra Bách Lý Hách Vân không phải là người nóng vội như chúng ta nghĩ, tạm thời nghỉ ngơi cũng chỉ là vì muốn tiến vào Trung Nguyên thống nhất thiên hạ. Nhưng tân quân của chúng ta mới lên ngôi, bệnh dịch đi qua chúng ta cũng vừa đánh vài trận chiến lớn, nếu có thể nghỉ một thời gian đối với chúng ta mà nói chỉ có lợi. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Hắn mỗi tạm thời dừng chiến vậy thì dừng. Còn về sau, chỉ dù một Bách Lý Hách Vân nhỏ nhỏ mà dám vọng tưởng đến Thiên Triệu, bốn ta đương nhiên sẽ cho hắn biết thế nào không là lượng sức mình. Điểm tâm, bà đến giao phó với ta đi. Úi, ngửi đầu chua ra thế, đi không biết nhìn nè, mắt một sơi lưng hay sao vậy? Ôi, đây chẳng phải là nữ hoàng Bạch Chân sao? Cũng trách tôi không chú ý, tự dưng có quả bóng nhỏ lăn đến chân ta nên ta mới đụng trúng. Người đang nói ta lùn phải không, Bạch Khởi? Ôi da, thực ra tôi muốn nói mặt nữ hoàng vừa mềm vừa xinh, nhìn như quả táo vậy, nhìn có vẻ rất ngon. Người dám khinh thường ta? Chật chật, người thô bạo như vậy ai dám đến người chứ? Nhìn dáng vẻ này, người chỉ có thể làm bà cô già cả đời thôi. Dạ, ai bảo người mở hổn, ai bảo người thất đức cơ, để bốn cô nương tẩn như một trận cho người biết thế nào là lễ độ. Ấy đâu, Bạch Chân, người đừng có quá đáng. Ai quan tâm người chứ? Ngươi à! Bạch Khởi, tên khốn này, ngươi đứng lại cho ta. Có làm gì thì cũng làm thưa tối luôn đi. Sao mà không biết điều gì vậy? Dưới cây này cũng đâu phải chỉ có mỗi mình các ngươi, phải biết nghĩ cho người khác nữa chứ. Sao ngươi lại muốn gặp Thiên Tế gia rồi? Chỉ là ta có chuyện muốn nói với biểu ca thôi mà, không được sao? Phương Quang, không phải bọn ta không muốn giúp ngươi, ngươi biết mình thân phận gì rồi mà còn cứ tích chọc vào phu nhân. Sao đã từng làm trái phu nhân kia đó, sao kêu bọn ta cứu ngươi một mạng từ chỗ người của phu nhân đã là khai ân lắm rồi. Ngươi cứ phải làm những chuyện không biết điều như vậy. Ngươi nói Thiên Tế sẽ đã cứu ta, lần đầu tiên làm trái phu nhân. Ý ngươi là gì? Không có gì, Phương Quang thực sự có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với Thiên Tế gia, làm phiền ngài giúp ta truyền đạt lại. Có chuyện gì? Bổn tạo vừa mới phê duyệt tấu sớ xong, đang rút phiền. Phương Quang nghe nói tuần hoàng của Tây Địch có ý muốn bắt tay với Thiên Tế gia, nên đặc biệt đến hỏi Thiên Tế gia thấy việc này thế nào. Bách Lý Hách Vân là người mưu mô xảo quyệt, là kẻ phong tính bội nghĩa, Thiên Tế gia nhất định phải đề phòng hắn. Lần này hắn ra đề nghị kết giao, chỉ e là muốn thăm dò người chứ không hề thật lòng. Nếu đây là việc mà ngươi muốn nói, vậy ngươi có thể đi được rồi. Biểu ca, ngươi phải biết khi xưa ta không mang thân phận phó thủ lĩnh tổ chức hắn sáng điệp Hắc Long hội bậc nhất Tây Địch. Mạo hiểm đương nhận ngươi là vì cái gì? Nếu người tích kết giao với Tây Địch há chẳng phải đã phản bội lại lời hứa Nam Xung với Phương Quang? Ngươi đang chất vấn bổn tạ, làm gián điệp hai mang lâu quá nên quên mất bản thân làm gì rồi. Bổn tạ còn chưa truy cứu việc ngươi định nọt cả hai bên là chuyện ba phải. Ngươi quên đúc tiểu liên tử hỏi người bản đồ bố trí quân sự của Tây Địch, ngươi lẫn tránh lần này đến lần khác. Đừng tưởng bổn tạ không biết với trò vặt vãnh sau lưng của ngươi. Chuyện của Thế Bình, ngươi tưởng trời không biết quỷ không hay sao? Biểu ca ngươi à! Chật, khuôn mặt này nhìn đáng ghét rồi đấy. Bốn ta còn tưởng người thông minh sau khi hại chết Thái Bình sẽ siết chết cái đồ ngu xuẩn Tư Thừa Kiện, không ngờ ngươi lại lãng phí cơ hội mà bốn tại cho ngươi. Không thế nào, nếu người đã biết từ đâu vậy, vậy có gì còn cần dùng ta? Ngươi chỉ cần tự mình ra tay giết chết Thái Tử và Thái Bình địa trưởng công chúa là được rồi. Bốn ta không thể không công nhận Tư Thừa Kiện chính là một củ khai nóng, nếu hắn chết trong đại lao như vậy chỉ e các lão trung thần trong triều sẽ khóc ngất qua đó.
không chịu theo bổn tọa nữa. Còn Thái Bình chẳng qua nàng ta là người duy nhất có chút giao tình với nhà đầu, nếu nàng chết trong tay bổn tọa nhà đầu sẽ rất buồn. Nhưng nếu nàng chết trong tay kẻ khác, vậy không thể trách bổn tọa được phải không? Vậy nên người cố ý. Chẳng trách hôm đó ta có thể thường lại đưa tôi từ kiện đã khỏi thiên lao như vậy. Biết rõ Thái Bình bị thương dưới nền tuyết nhưng lại không cứu nàng. Nếu lúc đó ta không xiết nàng, người cũng sẽ cho người ra tay rồi đổ tội lên đầu ta. Ta chẳng qua chỉ đập bia đỡ đạn, giúp tay lưng mạc không thể phát hiện ra tâm tư đáng sợ của ngươi. Người không sợ sau khi nàng biết ngươi là con quái vật như vậy sẽ rời bỏ ngươi? Vì có sự tồn tại của ngươi, bổn tọa mới có thể khiến Mạc Nhi yên tâm. Thật ra Mạc Nhi căn bản không hề cần bằng hữu hay người thân, trong mắt nàng có ta là đủ rồi. Chỉ có điều ta không nỡ để nàng buồn mà thôi. Nếu ngươi ngoan ngoãn không đi, chuyện bổn tọa có thể cho phép ngươi ở lại. Có điều bổn tọa ghét nhất kẻ khác khoa tay múa chân, đặc biệt là với gương mặt như ngươi, càng khiến bổn tọa kinh tởm. Tại sao? Rõ ràng ta và ngươi trông rất giống nhau, chả huyết mạch tương đối giống nhau. Tất cả những tiền nhục, tất cả những sỉ nhục và oán hận ngươi trải qua, ta cũng đều trải qua. Biểu ca, tại sao ngươi lại bảo vệ Bách Lý Lạc? Tại sao ta không thể lại gần ngươi? Ta rõ ràng rõ ràng rất yêu ta, tôn kính ta, si mê ta. Nhưng ngươi biết sao không? Bốn ta thực sự rất ghét khuôn mặt này của ngươi. Rõ ràng ngươi và A Lạc giống nhau, A Lạc tuyệt vời như vậy, bốn ta lại bẩn thỉu và độc ác. Ngươi muốn gì cũng được. Biểu ca, chỉ cần để ta lại bên cạnh ngươi, ta có thể trao cả trái tim mình cho ngươi. Vậy để ta xem trái tim ngươi có trung thành như lời ngươi nói không. Thiền tế ra, phu nhân mang đồ ăn đem qua. Quýt, ai cũng không được phép vào đây. Tiểu thám tử, có chuyện gì vậy? Bên trong có thích khách sao? Phu nhân ra không ổn. Phu nhân vào xem đi, có lẽ chỉ có phu nhân vào mới ổn hơn thôi. Ta vào trong xem, lão y chính bà đã xuất cung đi lấy thuốc rồi. Ta lập tức cho người tìm bọn họ về. Trước khi bọn họ về không được phép cho bất cứ ai vào. A cửu, ta vào đây. Phương Quang, sao hắn lại ở đây? Đây là A cửu. Sao vậy nha đầu, ngươi sợ ta? Ta rất đáng sợ sao? Ta không hề sợ ngươi, ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi. A cửu, ta đã chuẩn bị đồ ăn đêm rồi. Hôm nay nghe tiểu thắng tử nói chắc ngươi cũng có thời gian đến. Bốn nhĩ ta định qua cùng ngươi, không muốn. Tại sao A cửu trông lại khác hoàn toàn ngày thường như vậy, lạnh lùng trống rỗng? Không muốn như lại trông thấy một yêu ma đang ăn thịt người nên bị giật mình phải không? Ta đã nói ngươi đừng vào, tại sao lại không nghe lời chứ? Ngươi xem bị dọa sợ rồi nha đầu ngốc. Ta... Shit, đừng nói gì. Không phát âm thanh được, không cử động được, hắn điểm hiệt ta. Cho dù thế nào đi nữa, cho dù là ngươi giật mình hay sợ hãi ta, ta cũng không để ngươi rời xa ta đâu. Không bao giờ. Cho dù... A cửu, hiếp bà, lão y chính. Hai người mau vào trong xem đi. Tiểu thư chúng tôi đã vào đó mấy canh giờ rồi, bên trong cũng có chút động tĩnh nào. Ta muốn vào trong nhưng cứ bị đám người mị bộ chặn lại. Không sao rồi. Quận chúa, Thiên tế gia đã ngủ rồi. Lão y chính, hiếp bà, phiền hai người vào trong xem qua cho hắn. Ta hơi mệt, ta về trước. Tiểu thư, cũng may mạch tưởng có chút hỗn loạn, có vượng suy kiệt khí lực, mặc dù có vẻ bị thương chút ít nhưng không nghiêm trọng. Đây lẽ nào đều là do cửu thiên tới làm sao? Sao hắn có thể đối xử với tiểu thư như vậy? Vâng, xin thiếu gia, cảm ơn ngài đã đưa quận chúa về phòng. Ngài nên ra ngoài rồi, chỗ này có bọn ta là đủ rồi. Được, vậy ta ra ngoài trước, lát nữa ta mời La Tu qua xem cho tiểu thư. Sao quá đáng quá rồi, ngày thường ta cứ vẽ đến một cái móng tay của đại tiểu thư cũng không dám động vào, nay lại chà đạp tiểu thư nhà ta đến mức không cần chút sức lực thế này. Trong này là món đồ tốt ngày năm của một mà bà mà ma bà Tuyết Sơn cho vào trong nước để nhà đầu ngâm mình hai canh giờ, nó sẽ khỏe lại nhanh thôi. Huyết bà còn nhớ lần trước xảy ra chuyện tương tự thế này bạch bà bao giờ không? Sao ta có thể quên được? 17 năm trước, Lạc Nhi bị Tuyên Văn Đế ban cho thiên khải danh của cấm quân, sau khi được khiêng về đã hôn mê 7 ngày 7 đêm, đến khi tỉnh dậy lại càng trở nên điên loạn hơn. Ngày hôm đó cũng là ngày Thanh Nhi luyện được ngữ ma khải thi thuật mà ta cho. Ngữ ma khải thi thuật phải chịu cơn đau vạn cổ, cắn xé tim gan mới có thể luyện thành. Không thể tùy tiện sử dụng, người tu luyện rất dễ nhập ma không nhận ra ai. Cái đêm ngày ấy nhập ma khiêng thiên khải danh cả đêm, gà bay chó sủa, không giữ lại gì. Ngài ấy trở về với khắp vết máu trên người rồi ngất đi bên cạnh Lạc Nhi. Hôm nay gia nổi giận có lẽ liên quan đến Phương Quang và chuyện tôi thực hiện bỏ trốn mấy ngày trước, nhưng nô tỳ chỉ cảm thấy không đơn giản như vậy.
Nhưng may là hôm nay gia không giống với 17 năm trước, không ra tay tàn sát nữa, có lẽ là vì quận chúa. Quận chúa là nút thắt trong lòng gia, hôm nay để quận chúa phải chịu khổ rồi, chỉ mong đây là lần cuối cùng. A à, cửu chủ tử người tỉnh rồi. Gia đâu, gia sao rồi? Câu đầu tiên của gia sau khi tỉnh lại cũng giống quận chúa, chỉ là quận chúa gọi gia, gia gọi quận chúa. Ngã cũng nói vấn đề gì? Không có vấn đề gì, lỡ y chính nói ngày tẩu hỏa nhập ma, đây đã khôi phục lại trạng thái bình thường, đã lên triều rồi. Ngã ra tay tàn nhẫn như vậy, mấy ngày nay còn không đến thăm quận chúa, đúng là quá đáng mà, quận chúa còn nhớ nhung gia làm gì? Hắn không đến sao? A à, cửu, người đang trốn tránh ta sao? Tiểu tiểu thư cũng mới khỏe lại, sao đã ra ngoài rồi? Yên tâm, ta khỏe nhiều rồi. Tiểu tiểu thư, người muốn đến gặp thiên tế gia sao? Ừ, đúng vậy. Vân Sinh tưởng rằng nếu có thể nhìn người mình thích sống vui vẻ trong lòng cũng sẽ vui mừng. Chỉ là Vân Sinh chưa từng nghĩ đến việc nếu nàng bị người ta tổn thương, sống không tốt thì phải làm sao. Năm ngày trước ta tận mắt trông thấy người mình yêu ngất đi ngay trước mắt mình, đột nhiên ta đã hiểu ra mình phải làm gì. Ta nên đưa nàng cao chạy xa bay để nàng được sống những ngày tháng vui vẻ thoải mái, không cần phải ngày nào ngày ngày vướng vào những mưu mô, không cần tranh giành vì ai, không cần lo lắng trai, thậm chí đến cả cơ hội làm mẹ cũng không có. Nàng xứng đáng có được những điều tốt hơn. Tiểu tiểu thư, ngài có bằng lòng cho Vân Sinh cơ hội này không? So với A cửu, có lẽ Vân Sinh ngươi quả là một sự lựa chọn tốt, nhưng có lẽ ngươi đã đánh giá cao ta rồi. Hoặc nói cách khác, ngươi chỉ nhìn thấy mặt tốt của ta mà không thấy được những mặt xấu xa. Khi đó chính ta là người đã tìm đến cửu thiên tuế bán đứng chính mình để đổi lấy vinh hoa phú quý. Ngươi muốn cho ta được sống những ngày tháng vui vẻ thoải mái, biết đâu ta lại thích những ngày tháng đấu đá tranh giành này thì sao? Và quan trọng là ta tình nguyện bên cạnh cửu thiên tuế, người trong lòng ta là hắn, vậy nên vui mừng âu sầu của ta đều vì hắn, cho dù ngày tháng có thoải mái thế nào cũng không phải là điều ta mong cầu. Đạo Vân Sinh đã đường đột, trong mắt tiểu tiểu thư từ đầu đến cuối chỉ có thể trông thấy người đó. Hóa ra người ở đây, tại sao không tránh ta? Nếu ta không gặp ngươi, có phải ngươi định cao chạy xa bay cùng nam nhân khác được không? Là thiên tế sao không muốn gặp ta mới đúng chứ. Năm ngày không tìm lộ mặt đến một lần, vừa xuất hiện đã dùng đến sức mạnh, có phải cảm thấy nghiện cái cảm giác tối hôm đó được phải không? Tên khốn này, mấy ngày không gặp, câu đầu tiên hắn nói với ta không phải quan tâm mà lại là móc mỉa. Nhà đầu, đừng như vậy. Xin lỗi nhà đầu, thay lỗi cho vi sư được không? Cái đột ngốc này. Cuộc phủ của thiên tế, tất cả người trong phủ đều biết thiên tế gia và quận chúa đang chiến tranh lạnh. Hai người dường như vẫn giống ngày thường, cùng nghị sự dùng bữa, thậm chí là chung chăn chung gối, nhưng ngoại trừ những thứ này ra thì không nói với nhau một lời, vô cùng khách sáo. Phủ cửa thiên tế đón năm mới cũng rất nhàm chán, mọi người đều dè dặt cẩn trọng, tinh thần căng thẳng, thời gian dài Bạch Nhĩ cũng càng ngày càng dễ cáu kỉnh. Cút, tránh xa vào ra, càng xa càng tốt, cái đồ ngu ngốc. Sao lại đạp đồ đạc lung tung vậy, không trúng vào người đi nữa, trúng vào cỏ cây hoa lá cũng đâu có được. Mà đây là quà ta tặng ngươi mà, hôm trước ngươi còn than hận với ta là bô đá bị hỏng, ta lập tức làm tặng ngươi cái bô đá bằng vàng, còn chính tay ta vứt phải khăn hình lên trên nữa. Ngươi cắt hình ta lên bô đá, rồi nói cái thứ người cũng đang quỷ cũng đang quỷ, răng nghe miệng nhất không bằng chó lợn này là ta sao? Ta không, ta để ta đi cắt cái bô đá mới cho ngươi. Ai thèm cái bô đá của ngươi, sao não đường lại nhìn trúng cái tên ngu ngốc nhà ngươi cơ chứ? Phủ cửu thiên tuế. Hôm nay Bạch Nghị thấy bó hoa lập tức hết giận, còn kêu ta đi kiếm bình hoa cắm vào, đợi nàng về phòng. Không biết chừng hôm nay nàng còn đồng ý lời cầu hôn của ta. Vậy sao, một bó hoa thôi mà lợi hại vậy ạ? Người hiểu cái gì, đây là lan thủy tinh cực hiếm, cả kinh thành chỉ còn vài bông hoa này là mùa đông vẫn còn nở, tất cả đều được ta mua với giá cao đó. Quận chúa nói với ta nữ nhân không ai là không thích hoa cả, nghe quận chúa là chỉ có chuẩn. Quận chúa dạy ngươi sao? Đúng vậy. Khoan, ta nói với người nhiều vậy làm gì, ngươi là ai chứ? Thiên tế gia, nếu có tác dụng thật thì ngày mai đến chỗ tiểu liên tử lãnh thượng, nếu vô dụng thì ngươi hiểu rồi đấy. Dĩ nhiên còn kêu ta đến nhặt kho tìm bình hoa cho hợp, vậy mà mất hoa luôn rồi, ta phải làm sao đây? Đây là quà ta tặng ngươi. Nha đầu, phải làm sao ngươi mới hết giận đây? Nói cho ta nghe, ta nhất định sẽ khiến ngươi vui. Đa tạ sao đã bận lòng. Tài lương mặt, ngươi chơi ra còn chưa đủ à? Nếu vẫn chưa chơi đủ thì sao? Vậy thì tùy ý ngươi. Câu này là ngươi nói đó, không được nuốt lời. Gia đầu nhà ngươi lúc nào cũng tính toán chi li như vậy. Vậy nên cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không được phép tránh ta, không được phép làm tổn thương trái tim ta.
ta không quan tâm ngươi đã làm ra những chuyện gì, nhưng ta quan tâm việc ngươi có bằng lòng cùng ta đối mặt hay không. Được. Đã nói là tối nay cùng ta đi dạo xem chợ Nguyên Hoa Đăng, sao ngươi lại bắt ta cải trang công tử làm người hầu cho ngươi thế này? Ngươi thấy ngươi đẹp hơn ta hay là có khí thế công tử hơn ta? Còn nữa, cầm cái thứ hôi thối đó tránh xa ta đã. Không đấy, tới đây ra thử đi, thậu phụ thối là mỹ vị đấy. Nhà đầu thối này. Người thiên triều thật đúng là nhàm chán, cái chợ cổng con này thì có gì mà xem. Khẩu âm của người ta địch. Đại nhân hiểu nhiều biết động, đương nhiên là không hứng thú với mấy thứ trần tục này rồi. Chúng ta đi thôi, hôm nay còn phải bái kiến đại đương gia nữa. Đại đương gia thân phận cao quý, người trường cũng thể gặp được, người phải hậu hạ ngã thật tốt cho ta đấy. Hàng Uyển Ngữ bảo sao dạo này ta thấy nàng ta an phận như vậy, quả nhiên là đáng gian díu với người Tây địch. Người cứ mãi không xử lý nàng ta, chẳng phải là muốn buông chị dài câu cá lớn đấy sao? Hôm nay ta đã ra ngoài chơi rồi, chỉ bằng cho chút kích thích đi. Bọn chúng ta đi xem bọn họ, đi chia ra điều tra, xem ai điều tra được nhiều thông tin hơn. Người nào thua phải nghe lời người kia trong một tháng, đối phương yêu cầu gì làm nấy, không được từ chối thế nào. A Cử vốn không phải là người sẽ che giấu thân phận để làm chút chuyện vặt này, và lại với tính nóng nảy của hắn cũng không biết lúc nào sẽ bộc phát nữa, để hắn làm loạn thì cả thà lấy cá cược đây để dụ dỗ còn hơn. Người nói đó nha, đầu. Đại nhân, xin nghỉ tha cho ta. Được thôi, chỉ cần ngươi hầu hạ lão tử thoải mái một chút, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi. Nghe khẩu âm thì nam tử đây đa phần đều là người Tây địch. Hoàng Yến Ngữ vậy mà lại giúp người Tây địch mua nữ nhân, xem ra chút tôn nghiêm cuối cùng của việc làm người này ta cũng không cần nữa rồi. Còn biết A Cửu đi đâu điều tra tin tức rồi. Nếu muốn cứu hết cả những nữ nhân bị giam cầm ở đây e là phải kinh động đến người Tây địch rồi. Đại đương gia tới. Bái kiến đại đương gia. Đứng nhẹ đi, chỉ là bữa tiệc nhỏ của chúng ta không cực khách sáo như vậy. Tiêu rồi. Đây là độc. Người đâu, đã tìm thấy chưa? Chúng thuộc hạ đã tìm khắp cái phong lộ viên này nhưng cũng không thấy bóng dáng phu nhân đâu. Phong lộ cát dường như do cao nhân thiết kế, bên trong bố trí cũng ít kỳ môn động giác. Người của chúng ta mất rất nhiều thời gian mới phá giải được một phần, nhưng chúng thần tìm được cái này có vẻ là bút tích của phu nhân. Nhà đầu này đúng là hoàng giả vô lễ, cái gan làm loạn, đến bao giờ nàng mới chịu an phận ở bên cạnh bốn tòa phong tỏa thành bao vây ngõ ngách tìm. Đại đương gia đã đến rồi, sao cậu không ngồi? Tiết trời hàng lạnh thế này uống một chén rượu cũng ấm người. Không ngờ ngươi cũng biết làm mấy món hoang dã này. Mặc dù là thực vật hoang dã nhưng mùi vị không tồi. Cái trời đổ tuyết kết hợp với chút rượu này quá là tuyệt vời. Không ngờ phi vũ đốc vệ không những là một nữ tử xinh đẹp mà tay nghề cũng rất giỏi nữa. Hương mai trong tiết hồng tụ thêm trò, không uống công ta vất vả tới thiên truyền xa xôi một chuyến. Có điều ngươi thản nhiên như vậy, liệu ngươi có biết vì ngươi mà ta đã tổn thất cứ điểm đắc lực lớn nhất tại kinh thành? Cửu thiên tế phá cứ điểm của ta, ta đã giành bất đắc dĩ thiêu đuổi nó chạy tới đây. Xưa nay ta chưa từng trao đổi mà phải chịu thiệt, người khác khiến ta tổn thất một mớ tiền, ta nhất định sẽ khiến đối phương phải trả bằng máu. Chỉ là mất đi cứ điểm lớn nhất thôi mà, lẽ nào ngươi không thấy việc bắt được thiên tế vương phi phi vũ độc vệ mới là giao dịch đáng giá nhất trên đời sao? Không sai, nghe nói ngươi là chiến tướng đắc lực nhất của cửu thiên tế, xem ra mắt nhìn của hắn không tồi. Chỉ là có được gia nhân sợ chi làm giặc, với dung mạo tào hoa của ngươi chưa từng nghĩ đến việc chọn minh chủ khác sao? Ồ, đã từng nghĩ đến, nhưng thứ ta cần là một người đồng hành chứ không phải đi tìm chủ tử cho mình. Cho dù ngươi cho rằng cho ta ngôi vị hoàng hậu thì nó chẳng qua cũng chỉ là một nô tài đường hoàng mà thôi. Ta không muốn dưới một người trên vạn người, ta chỉ muốn mãi mãi được là duy nhất trong lòng trượng phu của mình, bình đẳng với chàng. Đại đương gia không thấy rằng đời người ngắn ngủi mấy chục năm, thỏa mãn bản thân mới là điều quan trọng nhất. Trong mắt thế tục, nữ tử đố kỵ đã mất đi dáng vẻ đáng yêu, nếu còn đuổi theo quyền thế một cách mù quáng, vậy chẳng phải càng khiến người ta khinh thường. Vậy mà nàng lại dám nói thẳng ra những câu kiểu đáng kinh ngạc ấy. Người rất thú vị, người có thể gọi ta là Vân Gia. Vân Gia, chẳng qua tay đương mặt chỉ nói đùa thôi mà, có điều người không cần lãng phí thời gian đến thăm dò ta. Ta không thích bị người khác phản bội, cũng không thích phản bội bất kỳ ai. Vậy sao, Cửu Thiên Tế là một người rất xuất sắc, nhưng ta nghĩ hắn không phải là một trượng phu hợp lệ. Ta nói rồi, trước giờ ta chưa từng làm việc gì mà không có hồi đáp. Cửu Thiên Tế phá hủy cứ điểm quan trọng ta xây dựng bao năm, người nói xem ta nên hợp báo đáp hắn thế nào đây? Ví dụ như cái đầu của Vương Phi mà hắn thương yêu thì sao? Người Tây địch đúng là không biết tức thời. Nếu gặp một người không cẩn thận rơi một mớ tiền, sẽ lột sạch của người ăn xin tìm thấy mớ tiền đó cho đến khi không còn xương, giờ mới hiểu thế nào là bắt cổ chạy ra nước. Nhất định là nha đầu đó đang nhớ nhung vẻ đẹp của bổn tọa đây.
Chủ tử, người khách khí với nữ tử đó quá rồi, giờ nàng ta đã bị chúng ta hạ thuốc cấm chế nội lực, chỉ cần dùng hình ép hỏi một nữ tử yếu đuối như vậy, sao phải lo không đào bới được bí mật của thiên triệu. Người như tay lưng mày không phải là cứ dùng hình sẽ dễ dàng nhượng bộ, người đánh giá thấp nàng rồi. Có điều nàng nói một câu rất đúng, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, hãy thân chịu ấm ức. Ta chỉ muốn xem Tuyết Bắc Quốc trông như thế nào thôi. Thiên tuyết ra, người của chúng ta đã xuống xem rồi, địa đạo đó đã có từ nhiều năm về trước, ít nhất cũng phải trăm năm lịch sử trở lên, không phải ngày một ngày hai mà có. Chúng ta không có bản đồ mà đối phương vì không muốn chúng ta moi được bất cứ thông tin gì từ địa đạo đó, nên đã thiêu đổ cứ điểm, từ bỏ cả cứ điểm này. Bây giờ nó đang sụp đổ rất nghiêm trọng, nếu đợi đến khi dọn dẹp sạch sẽ bên dưới mới đi tìm tung tích của tiểu tiểu thư e là. Chúng ta đã tra tấn tất cả những kẻ bị bắt sống ở phòng lộ khác, nhưng không ai trong số bọn họ biết được tung tích của đại đương gia, có lẽ bọn chúng đều là cán bộ cấp thấp. Bây giờ cái bác phu nhân vẫn chưa đưa ra bất cứ yêu cầu gì, bọn chúng chắc chắn còn điều gì đó muốn yêu cầu. Trước tiên hãy tìm ra nguồn gốc của đường hầm này đã. Tổ tiên hoàng tộc Tây Địch trước khi cũng là quý tộc tiền triệu, tra xem bách lý thể có để lại manh mối gì không. Nha đầu này đúng là khiến người ta phải bận tâm mà. Đây đã là lần thứ ba rồi nhỉ. Kể từ cái hôm nói chuyện thẳng thắn với Vương Sa, hắn không đến thêm lần nào nữa. Cái trò này đến bao giờ mới thôi đây? Làm ướt sườn cử đồ ăn thui đến. Đám nữ nhân này quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chuyện nhầm chán này thôi sao? Tiểu tiện nhân, ngươi vẫn tưởng đây là hoàng cung đại nội có tên hoạn quan bảo vệ ngươi mặc ngươi làm kẹn đấy à? Để Vương Sa nó không còn bảo vệ ngươi nữa rồi. Hôm nay ta phải cho ngươi một bài học. Ngươi đâu? Đem cái thùng nước ngon kia cho nàng ta uống. Một giờ cũng không được để rơi ra ngoài. Đây là bữa tối bảo bối hôm nay của quận chúa chúng ta đấy. Xem đã hẹn Yến Ngữ sau khi không làm quý phi nữa đến thủ đoạn trường trị cũng ngày một thụt lùi, chút thủ đoạn ngu xứng liệu cũng xứng sao? Có phải ngươi cho đàn ta không có nội lực thì các ngươi muốn làm gì thì làm? Đồ ngu! Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra! À! Cứu mạng! Vâng, ra đừng có trách ta đấy, nếu còn phải nữ nhân của ngươi thách thức ta trước, ta cũng sẽ không làm vậy đâu. Đi cứu người. Khởi bấm đại đương gia, hàng phu nhân đã đi rồi. Có lẽ là do phế vật trong nước làm tắc mũi và miệng. Kẻ phản bội đều tán bị tru sát. Nếu như vân gia dùng cách khác ép ta làm việc cho ngươi chứ không phải sai nữ nhân ngu xuẩn này đến đầm đao trong tay ngươi, thì chắc hẳn đêm nay nàng vẫn có thể làm ấm giường ngươi được. Kẻ nào thách thức ta đều không có kết cục tốt đẹp. Ngươi có tin ngươi cũng sẽ lập tức bị nhấn tiệp chìm rồi chết như nàng ta, không một mảnh vải che thân treo trước cổng thành. Phải, đương nhiên là ta tin rồi, mặt ngươi ra tay. Ngươi muốn chọc tức ta, muốn gì được đấy ư? Đáng tiếc ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu, trời đời này có đầy cách để dạy vào người khác. Nhốt nạn ta vào phòng số 1 địa lao. Đến giờ ăn rồi. Ta mùi mùi vì muốn gặp mùi mà ta phải tốn bao cơm tư mới vào được phòng giam này. Phải mà ngươi chỉ cho ta ăn cái này, ta muốn ăn thịt. Không ăn thì thôi, tay lưng mặt, ngươi tưởng mình đang ở thiên tuyết phủ hay hoàng cung đấy à? Ta phải sẵn làm tiền nữa đi lẻn vào đây, ngươi tưởng dễ dàng lắm à? Thức ăn đem cho ngươi được bị kiểm tra, sao ta có mang cá thịt vào cho ngươi được? Ta mùi mùi hôm nay di mẫu, đưa di mẫu lên đường cũng có phần công lao của ngươi đó. Nếu nàng... ta nghĩ cháu gái ngươi cũng muốn chung trọng với nàng thì cũng đã không xong rồi, phải không? Ta không thèm ghen tuông tranh đạt vị gái nam nhân tồi ngu hầu đó đâu, hắn không xứng. Tay lương mạc, ngươi cố tình cười nhạo ta muốn ta tức chết phải không? Vậy nên ta mới nói ta ghét nhất tay lương mạc, đã đến nước này rồi mà nàng ta cũng có thể cười nhạo ta. Tức chết ta mất. Được rồi, ta biết rồi, thương ta muội. Ngươi còn như vậy nữa là ta đi đấy, cho ngươi không có chỗ mà khóc. Để Vân Sa kia mang ngươi về Tây Địch xem ngươi còn làm được gì. Nhắc đến Vân Sa, sao ngươi không nghĩ cách trèo lên giường hắn? Suy cho cùng, ngươi cũng trẻ hơn di mẫu không ít mà.